Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới, dự kiến là sẽ có 2 tập. Chúng ta sẽ cùng đón nghe nội dung của tập 1 ngay sau đây. Chia sẻ lại cảm nhận của bạn ở dưới phần bình luận cũng như đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị cùng với tập 1 qua sự diễn đọc của Mai. Nửa đêm, Hạ Huyền cùng bạn thân của mình đến quán bar. Khung cảnh náo nhiệt xung quanh cũng chẳng thể vơi đi phiền muộn của cô. Cha cô đang bệnh nặng. Ông nói với cô rằng điều ông muốn trước khi ra đi đó là thấy cô kết hôn, sống một đời hạnh phúc. Lúc đó cô cũng chỉ nghĩ Tạ Nam dù sao cũng chỉ là bạn trai 5 năm của mình, chắc cũng đến lúc kết hôn cho ông ấy vui rồi. Cô vội vàng đi đến căn hộ của anh. Vừa bước vào, thấy đống quần áo vứt ngổn ngang. Linh tính của phụ nữ mách bảo cô bị cắm sừng Kermaner. Đến phòng ngủ, cô nghe âm thanh của cái tiếng đó vang lên. Sao nó quen thế này nhở? Này Tạ Nam, em với cô ta ấy, ai hơn ai? Dĩ nhiên là em rồi. Cô ta có gì thú vị đâu, người thì khô khan, não thì phẳng. Quen cô ta 5 năm trời, chả được cái phúc lợi gì. Anh chỉ biết nghĩ vậy thôi á? Nào có, anh đang nghĩ đến vẻ mặt cô ta khi biết em gái mình ăn nằm chung với bạn trai mình. Ngoài cửa, Hạ Huyền nghe hai người nói chuyện, gương mặt hoàn toàn nứt sạn. Thì ra vì cô không cho anh ta ngủ, anh ta quay sang em gái cô à? Hạ Huyền nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy người xuất hiện trước mặt. Hai người họ hơi bất ngờ, nhưng chỉ một giây sau khôi phục sắc mặt, lấy tấm chăn che lại cơ thể trần trụi kia. Mà đôi cha nam tiện nữ mà cũng dày đi, bị cô bắt tại trận vẫn còn huênh hoang. Bị phát hiện rồi. Chị gái à, em mượn bạn trai của chị một chút thôi. Mượn rồi lăn luôn lên giường, chưa kể đến mượn bao lâu rồi nhở. Hạ Huyền chẳng buồn để ý đến cô ta, quay sang hỏi thẳng Tạ Nam. 5 năm tôi thực lòng với anh, còn thua việc cô ta lên giường với anh một ngày à? Cô nghĩ ai cũng có tư tưởng quen ăn chay như cô á. Lúc trước mắt tôi mù mới chấp nhận quen cái đồ bám đuôi như cô. Hạ Huyền nhìn tên đàn ông trước mặt, chị cảm thấy buồn nôn và buồn nôn. Ôi trời đất ơi, nhớ năm đó anh là người theo đuổi cô thề thốt đủ điều, bây giờ nói cô thành người ăn bám à? Cô liếc nhìn điện thoại trong túi áo, camera đang quay mọi việc, rồi nhếch miệng châm biếm. Ồ, hình như vị Tạ thiếu gia đang nói ngược. Mà thôi kệ đi, dù sao bản thân là chị phải luôn cho em mình mọi thứ, đúng không Kiều Kiều? Chị gái à, chị có mà không biết xài thì để em thôi, dù sao chị cũng chỉ là khúc gỗ biết đi thôi mà. Hạ Huyền cảm thấy mình không nghe nổi, cô xoay người rời đi luôn. Phi Tuyết nghe cô kể như vậy, đập bà một phát. Cái tên cặn bã đó, sao cậu không tát cho hắn vài bạt tai rồi gọi phóng viên đến hả? Hạ Huyền, sao cậu nhân từ thế hả? Tớ chỉ chả muốn phí sức vì những kẻ không đáng thôi, dù sao tớ cũng quay lại hết rồi. Diệp Yên gật đầu. Được, đưa cho tớ đi, tớ sẽ bảo Lăng Kha xử lý cho. Thôi, tớ không muốn phiền cậu. Thôi được rồi, cần gì cứ nói với tớ đấy. Người ta thường nói rượu để giải sầu. Hạ Huyền dứt khoát gọi 4 chai rượu vàng, một hơi uống sạch từng chai. Diệp Yên và Phi Tuyết thấy vậy đưa tay cướp lại rượu. Này, bị điên đấy à? Chỉ vì một tên Tạ cặn bã đó, cậu hành hạ bản thân mình thế này á? Tạ tấn gì đâu, tớ không sao, tớ chỉ đang nghĩ về cha tớ thôi. Nói xong, Hạ Huyền gọi thêm mấy chai nữa tiếp tục uống. Hai cô gái dù có cản thế nào, khí lực của họ không bằng người đang say. Cơn say lúc này khiến Hạ Huyền không còn tỉnh táo. Cô đứng dậy nói với hai người, tớ đi vệ sinh một lát nhé. Diệp Yên, Phi Tuyết sợ con ma men đi lạc cho nên không đồng ý. Hạ Huyền chỉ có thể trấn an người bạn thân, sau đó loạng choạng bước đi. Tiếng nhạc sập sình ở quán bar khiến Hạ Huyền càng lúc càng đau đầu. Trời đất ơi, cô thề cô không bao giờ uống nhiều như vậy nữa. Cô loạng choạng bước đi, cô cần trở lại bàn của Diệp Yên. Bỗng cô đâm sầm vào vòng ngực của ai đó, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng nhìn cô. Cô xoa xoa cánh tay, sao đột nhiên lạnh thế này nhở? Cô cảm thấy anh ta có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Vài người ở xung quanh thấy Hạ Huyền gặp nạn, bày ra tư thế xem kịch vui. Tông ai không tông, tông phải vị này. Cô cũng nhận ra bầu không khí bây giờ có chút kỳ lạ. Xin lỗi xin lỗi, tôi đụng phải anh rồi. Âm thanh lạnh như băng phát ra một tiếng cút. Dù là người tốt tính mấy khó lòng chấp nhận, hổ hổ bây giờ Hạ Huyền đang say mềm. Cô thực sự dễ nổi nóng. Cô đẩy anh ta, giọng nói đầy vẻ bực tức. Bà đây xin lỗi anh rồi, anh thái độ vậy là gì? Có bệnh à? Người đàn ông nhíu mày, rõ ràng cực kỳ không hài lòng với hành động này. Người ta gặp anh chỉ biết cúi đầu. Lần đầu tiên anh bị một người đàn bà quát thế này. Tôi cho cô nói một lần nữa đấy. Lúc này Hạ Huyền thực sự nổi giận. Đẹp trai, ngang ngược, kiêu ngạo. Ba từ cô đánh giá về anh ta. Tôi nói anh có bệnh à? Hả? Khó ở đúng không? Hay nani? Vừa dứt lời, Hạ Huyền tặng cho anh ta một ước. Người đàn ông thì không kịp đề phòng, hứng chọn cái cước của cô, sau đó lùi lại phía sau. Bộ âu phục đắt tiền nhanh chóng in dấu giày. Hạ Huyền nhếch miệng, lộ ra nụ cười tự đắc. Cô bây giờ đai đen ngũ đẳng, có phải sợ một người như anh ta? Điều này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đương nhiên họ không dại gì lên tiếng giải vây. Cả họ muốn xem vị thiếu gia họ Cố này trừng trị cô gái đó thế nào. Nghe âm thanh, Diệp Yên với Phi Tuyết vội chạy lại. Hai người thấy người đàn ông sắc mặt âm u thì vội vàng kéo Hạ Huyền phía sau. Xin lỗi Cố thiếu ạ, bạn tôi nó uống say, mong anh bỏ qua cho. Cố Đình Phong nhận ra hai cô gái này, một người là tiểu thư Phi gia, một người là tiểu thư Diệp gia, đồng thời là bạn gái của anh. Bỏ qua? Cô ta khiến mặt mũi tôi mất sạch, vậy mà các người dám kêu tôi bỏ qua? Diệp Yên vội vàng nói. Xin lỗi, cô ấy mỗi lần uống say lại gây chuyện. Lăng Kha nãy giờ đứng phía sau không quan tâm, nghe tiếng Diệp Yên thì vội lách người lên phía trước. Yên Yên. Anh cũng ở đây à? Anh đi cùng cậu ta. Sau đó quay qua nói với Cố Đình Phong. Thôi, nể mặt tớ bỏ qua cho cô ấy, tức giận như vậy cậu nhanh quá cố lắm đấy. Hai người sắp giải vây thành công, Hạ Huyền lên tiếng. Hả? Quá cố cái gì? Hạ ra mà phải sợ anh ta á? Hai cậu cứ bỏ tớ ra đi, tớ muốn cho anh ta một trận. Người đàn ông nhíu mày. Hạ gia? Anh nhớ không lầm, trong giới hào môn quả thực có một Hạ gia danh tiếng không tồi. Bạo lực thế này chắc là vị đại tiểu thư à? Phi Tuyết nghe vậy vội che miệng Hạ Huyền. Diệp Yên nháy mắt với cô để cô đưa Hạ Huyền đi, còn mình ở lại giải quyết việc này. Phi Tuyết gật đầu, dù sao cô Lăng Khả ở đây cũng yên tâm hơn xíu. Cô kéo Hạ Huyền ra ngoài gọi taxi, rồi đưa cô ấy về căn hộ riêng của mình. Hạ Huyền khi say đúng là đáng ghét thật đấy. Cô quậy phá tùm lum tùm la, thậm chí bình hoa trên bàn cũng bị cô nàng ném vỡ. Lần đầu tiên trong cuộc đời Phi Tuyết muốn đánh bạn thân mình như vậy. Cô vào bếp pha chút trà giải rượu rồi đổ hết vào miệng Hạ Huyền. Mà quả nhiên chiêu này nó có hiệu quả. Hạ Huyền uống xong nằm bất tỉnh nhân sự. Phi Tuyết lúc này hài lòng. Cô mới gọi cho người giúp việc thu dọn căn hộ cho mình. Sáng hôm sau, Hạ Huyền đau đầu rồi tỉnh táo lại. Cô nhìn căn phòng, là căn hộ riêng của Phi Tuyết rồi. Cô thấy bộ váy được xếp sẵn ở bên bàn, nhoẻn miệng cười. Bạn mình đúng là kỹ tính thật đấy. Thay xong, Hạ Huyền xuống lầu thấy Phi Tuyết đang nấu cháo. Mùi cháo thơm phức khiến Hạ Huyền cảm thấy có chút đói. Cô bắt đầu chọc ghẹo Phi Tuyết. Eo, đảm đang thế này, Tuyết Tuyết nhà ta sắp lấy chồng được rồi nhỉ? Phi Tuyết bưng tô cháo cho Hạ Huyền, búng chán cô. Cậu đấy, đêm qua phá sạch danh sách nhà tớ rồi, giờ còn nịnh nọt gì nữa. Cô nhìn quanh thấy có nhiều thứ quen thuộc biến mất. Cô gãi gãi đầu. Quên mất bản thân khi say sẽ phá hoại mọi thứ. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn xong Hạ Huyền định đưa rửa bát, Phi Tuyết ngăn cản lại. Cậu đi thăm bác trai đi, mấy việc này để tớ làm cho. Nhưng cậu còn không đi, tớ không bao giờ nấu ăn cho cậu nữa đâu. Những món Phi Tuyết làm rất ngon, Hạ Huyền hơi phân vân một tí, liền bị cô đẩy ra ngoài. Đi đi, ba người quan trọng hơn việc này. Vậy tớ đi nhá, hôm nào rảnh tớ đãi cậu. Ok. Hạ Huyền chỉnh sửa video, gửi cho bọn chó săn rồi chạy bộ đến bệnh viện. Cô mở cửa phòng bệnh, thấy bà Hạ, Hạ Kiều cùng Tạ Nam cũng đang ở đó. Cô ta đang vùi vào lòng Tạ Nam khóc sướt mướt. Chị à, sao chị làm như thế với em? Bà Kiều tiến lại định tát cho Hạ Huyền một cái,
Nhưng cô kịp chụp lại tay, sau đó đẩy bà ta ngã sóng xoài giữa đất. Súc sinh, Hạ Kiều là em mày, mày làm như vậy với nó, mày có còn là con người không hả? Hà Huyến khoanh tay, gương mặt chế giễu bọn họ. Nữ diễn viên hạng A đi chung trạm với bạn trai của chị gái, tin tức này đủ kéo cô xuống nước chứ. Chị, sao chị độc ác thế? Tôi độc ác á? Không, tôi chỉ là đang cho cả cái đất nước này biết bộ mặt thật của hai người thôi. Bà Hạ bị ngã đau, gương mặt có chút vặn vẹo. Bà quát lớn, mày, mày đúng là khốn nạn giống mẹ của mày. Mà nhắc đến mẹ mình, sắc mặt cô đanh lại. Năm đó bà ta chỉ là kẻ giúp việc ở Hạ gia, vì trèo cao không ngần ngại bức tử mẹ cô, cũng chỉ là Hạ phu nhân lúc đó. Mẹ cô vốn xuất thân thấp, nên khi bà ấy mất đi chẳng ai quan tâm nguyên nhân. Thậm chí có người tung tin đồn mẹ cô vì phát hiện ngoại tình nên tự tử. Sau đó bà ta tìm đủ mọi cách lên giường với cha cô rồi mang thai, sinh ra ả Hạ Kiều này. Khốn nạn á, bà ta lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân phu nhân quyền quý, những cái nhân cách thối nát chó tha từ tận trong xương tủy. Hạ Huyền tiến lên vung một tay vào mặt bà ta. Bà là cái thá gì nhắc đến mẹ tôi? Lý Hoa, bà đừng tưởng bà là vợ của cha tôi không dám đánh bà. Bà xem mình là Phượng Hoàng, ai ngờ chỉ là chuột cống thôi. Tạ Nam định lên tiếng hoặc là tiến lên cứu, lúc này Hạ Huyền bẻ tay anh ta. Anh mà lại đây, tôi giết luôn bà ta đấy. Đừng hỏi tôi dám không, tôi chôn sống luôn hai người cũng được. Một con người yếu đuối như Tạ Nam bị uy hiếp, đương nhiên anh ta dừng lại. Còn Hạ Kiều thì liên tục khóc mãi. Hạ Huyền có chút bực tức nói, cô câm miệng lại đi. Rõ ràng lời nói của cô có sức ảnh hưởng lắm. Hạ Kiều nghe xong sắc mặt trắng bệch, vội lấy tay che miệng. Hạ Huyền đuổi hết bọn họ ra ngoài, một mình ở trong phòng với Hạ gia chủ. Khi nãy cô nghe bác sĩ nói bệnh tình của ông càng lúc càng trở nặng, có thể sẽ sống không qua khỏi mùa đông. Sự mạnh mẽ vừa rồi biến mất, thay vào đó những giọt nước mắt rơi. Cô nức nở cầm tay Hạ gia chủ, nghẹn ngào nói, cha, con xin lỗi vì lúc trước luôn cứng đầu. Cha tỉnh lại đi, nếu không con gái cha bị bọn chúng hại mất. Cha. Bị đuổi ra khỏi phòng, sắc mặt ba người vô cùng xấu. Hạ Kiều lai lai cánh tay Tạ Nam, giọng đũng nịu, anh xử lý cô ta đi chứ, em ghét cô ta lắm. Bà Hạ gật đầu, còn nhãi này càng lúc nó càng lớn mật. Tạ Nam à, con phải trừng trị nó. Tạ Nam xoa đầu Hạ Kiều, sau đó nhếch miệng châm biếm, con đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần đợi cô ta sập bẫy thôi, cô ta chắc chắn được tận hưởng chuỗi ngày địa ngục. Hạ Huyền chăm sóc Hạ gia chủ gần chiều mới về. Ra khỏi bệnh viện, cô đón chiếc taxi rồi kêu ông ấy lái đến Diệp gia. Nhớ lại tối qua, cô thực muốn đào cái lỗ để chui xuống. Trời ạ, người lạ mà cô cũng dám đá. Theo như lời Phi Tuyết, người lạ này chính là Cố Đình Phong, tổng giám đốc của Cố thị, một con người lạnh lùng với thủ đoạn tàn nhẫn, ác độc. May Lăng Kha là bạn anh ta, chứ nếu không hôm nay á, cô bị tế sống là cái chắc. Hạ Huyền cầm điện thoại nhắn tin cho Diệp Yên, hỏi về sự tình. Này, Yên Yên à, cậu ổn không? Cố Đình Phong có làm gì cậu không đấy? Bên kia rất nhanh phản hồi, không có, Lăng Kha ở đó, sao tớ xảy ra việc gì được. Mà Huyền Huyền ơi, gan cậu lớn thật đấy, dám đánh cả Cố Đình Phong. Thì tại tớ say, không biết trời trăng mây gió gì cả. Này, gửi lời cảm ơn của tôi đến Lăng Kha nhé. Không có anh ta, chắc bây giờ tôi không tán gẫu được mấy cậu thế này đâu. Cậu đấy, mốt tôi không dám đi với cậu nữa, Huyền của tôi bạo lực lắm. Hạ Huyền bên này chỉ cười khẽ một tiếng, cô đâu phải người bạo lực như vậy, là do tác dụng của rượu thôi mà. À Huyền này, tin tức trên mạng là cậu làm đúng không? Cô liền nhắn lại, đúng đấy. Hay, phải cho đôi cha nam tiện nữ bẽ mặt. Một minh tinh hạng A cướp người yêu của chị gái, tớ xem cô ta dám hống hách nữa không. Nhưng cậu phải cẩn thận nhé, coi chừng bọn chúng giở trò với cậu. Thì đương nhiên rồi, tớ lúc nào cũng trong trạng thái phòng thủ. Cậu đừng quên, bà cậu lợi hại lắm. Diệp Yên ở bên kia cười, ừ, người bạo lực như cậu có thể làm gì được. Mà có gì phải gọi cho tớ đầu tiên đấy. Ok người đẹp, tớ đang trên đường đến nhà cậu đây. Được, đến thì gọi tớ nhé. Hạ Huyền mỉm cười cất điện thoại vào túi. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn phong cảnh xung quanh, thấy con đường vốn để ra thành phố thì vội nói, ơ bác tài, bà đi nhầm đường à? Đường này đúng rồi cháu. Không,
Chỗ cháu cần không phải nơi này. Ông ta khẽ cười. Không sai đâu, đây là con đường đưa cháu đến với địa ngục. Nghe vậy, lúc này đầu cô hiện lên hai từ tiêu rồi. Cô lập tức mở cửa, nhưng cửa bị khóa. Cô dùng tay đấm mạnh vào cửa kính cũng vô dụng. Cô bé ơi, cửa kính dùng để chống đạn đấy, uổng phí sức lực nữa. Có chuyện vui sắp đợi cô bé rồi. Hạ Huyền lấy điện thoại gọi cho Diệp Yên, nhưng chỉ nghe thông báo không tín hiệu. Người đàn ông tốt bụng nhắc nhở. Quên quên, ta mới khởi động thiết bị gây nhiễu sóng nữa. Để cách này ông ta nghĩ ra được á? Hạ Huyền bình tĩnh hít một hơi. Ai sai ông làm việc này? Người đàn ông không trả lời. Trong lòng lúc này hiện ra mấy cái tên. Má nhà nó, chắc chắn là bọn người tạ nam. Hạ Huyền đánh giá xung quanh. Chiếc xe chuẩn bị băng qua cây cầu. Khi qua khỏi đây thì cô không còn đường thoát rồi. Vội trồm phía trước, đẩy vô lăng quẹo sang trái. Cô thà chết chứ không thể để bọn người này bắt đi được. Bỗng ở trước mặt xuất hiện chiếc xe container chở hàng đi về hướng ngược lại. Gã đàn ông hoảng hốt vội đẩy tay cô, nhưng Hạ Huyền cắn vào tay gã. Tên đàn ông đau quá buông tay ra. Cái xe container kia nó không kịp thắng, đâm sầm vào chiếc taxi khiến nó tông thẳng về phía rào chắn trên cầu rồi rơi bùm xuống nước. Độ cao cây cầu so với mặt nước hơn 80 mét. Nếu rơi xuống đây chỉ có con đường chết. Chiếc xe quay vòng vòng trên không trung rồi rơi xuống, đụng vật tảng đá ngầm bên dưới khiến nước tràn vào. Gã đàn ông không màng mạng sống của mình, quay ngoắt lại dùng dao đâm thẳng vào lồng ngực Hạ Huyền rồi khó khăn mở cửa bơi đi. Cơn đau ở tim cùng áp suất của nước làm đầu óc cô càng lúc càng mơ hồ. Lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là trả thù. Nếu cô qua được kiếp nạn này, cô nhất định khiến bọn chúng sống không bằng chết. Hạ Huyền, em còn ngủ gần trong lớp thì nghỉ học luôn đi. Nghe âm thanh cộc cằn, Hạ Huyền có chút bực mình. Theo phản xạ, cô ngước mặt. Cô đứng dậy đập thẳng lên bàn. Chết tiệt, ai dám quát bà đây? Học cái gì mà học, tôi không thích học được không? Cả không gian im phăng phắc, tất cả mọi ánh mắt hướng về phía Hạ Huyền. Lúc này cô cũng không có cảm giác gì không đúng. Rồi sau đó lại nhìn, sao cũng mặc đồng phục thế. Cô nhìn thử người mình, đồng phục dành cho nữ sinh khối 12 ở trường cấp 3 của cô. Hạ Huyền quan sát xung quanh, khung cảnh lớp học quen thuộc khiến cô nhíu mày. Cô bất giác sờ sờ ngay tim mình. Rõ ràng vừa rồi bị đâm, lại đang ở dưới nước cơ mà nhở. Sao bây giờ lại ngồi đây nhở? Hành động của cô khiến vài nam sinh đỏ mặt. Trời, sao cậu ta dám làm vậy trong lớp? Cô giáo bị quát khi nãy, bây giờ cô ngẩn người, nhưng cũng rất nhanh đã lại bình tĩnh. Gan em nay lớn thật đấy, dám quát cả tôi á? Đã ngủ gật trong lớp thì thôi đi, đằng này dám lên giọng với tôi à? Em nghĩ kỳ thi tốt nghiệp sắp tới là trò đùa đấy à? Như giọng nói, cô ngẩng đầu. Nhìn thấy người đó, cô bất giác thốt hai từ đại ca. Cả lớp cười phá lên. Thì ra cô bạn này không muốn sống nữa rồi. Đây là biệt danh của giáo viên chủ nhiệm bọn họ. Nhưng cô nàng này lại dám nói huỵch toẹt ra như vậy. Cô giáo đỏ mặt, hít một hơi dài bình tĩnh nói. Em đi ra ngoài ngay cho tôi. Ngày mai kêu phụ huynh lên đây. Hạ Huyền thấy tình cảnh có chút không thích hợp. Cô liền đi ra ngoài. Đứng dựa vào cửa lớp, nhìn dãy hành lang quen thuộc. Cảm giác không hề chân thực tẹo nào. Nhắm một phát vào má, ôi trời đau chết. Thế đây không phải mơ rồi. Không lẽ cô giống mấy nữ sinh trong tiểu thuyết, có khả năng trọng sinh à? Trọng sinh? Hạ Huyền cảm thấy khả năng này rất cao. Cô nhếch miệng, nụ cười đầy vẻ trâm trọng. Nếu ông trời cho cô cơ hội sống lại, cô nhất định khiến bọn họ sống không bằng chết. Bọn họ nợ cô bao nhiêu, cô trả lại bấy nhiêu. Cô lấy điện thoại từ trong váy, xem thời gian chỉ có 2 tháng nữa bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp, sau đó là sinh nhật cô. Nhớ ở kiếp trước và sinh nhật năm 18 tuổi của cô, Hạ Kiều định bỏ thuốc vào ly nước của cô nhưng không may bất cẩn, cho nên cô ta làm vỡ nó. Nếu không phải tình cờ nghe lén, cô đã dính bẫy của cô ta. Nghĩ lại, nếu cô uống phải, hậu quả chẳng phải thê thảm lắm mà. Bây giờ cẩn thận nhớ kỹ, quả thực từ lúc cô tốt nghiệp cấp 3 đến khi cô 25 tuổi, cô ta luôn tìm cách hãm hại cô, một cô thân bại danh liệt. Không biết do may mắn hay ông trời thương, chưa bao giờ cô ta kính kế thành công. Hạ Huyền dùng mình. Hạ Kiều nhỏ hơn cô 3 tuổi, tức bây giờ cô ta mới 15. Dù không còn nhỏ nhưng cũng chưa đến tuổi trưởng thành, thế mà lại dám làm như thế à? Đúng là mẹ nào con nấy. Lên đại học, cô gặp bọn Diệp Yên. Có bây giờ 3 đứa, 3 trường cấp 3 khác nhau.
Đợi đến đó cũng lâu thế nhở? Hạ Huyền gọi điện cho Hạ quản gia, nói mình không khỏe xin về trước. Thực ra cô chỉ muốn tránh gặp mặt vị giáo viên chủ nhiệm hung dữ kia thôi. Rất nhanh quản gia đến, ông vào lớp xin phép giáo viên chủ nhiệm rồi đưa Hạ Huyền về Hạ gia. Ngồi trên xe, nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc xung quanh, cô cảm thấy mình thực sự quay trở lại 7 năm trước. Mọi cột mốc quan trọng trong đời bắt đầu từ thời điểm này. Về đến biệt thự, thấy bà Hạ ngồi phòng khách la mắng người hầu, lại nghe loáng thoáng hình như bà không hài lòng với món ăn. Bà ta đang mắng hăng say, bỗng thấy cô xuất hiện ở cửa thì im bặt. Vẻ mặt hung dữ khi nãy biến mất, thay vào đó là nụ cười rất thân thiện. Bây giờ còn sớm mà, sao con về sớm thế? Tôi cần bảo quản à? Bà ta nghe giọng nói lạnh lùng của cô, vẫn nhỏ giọng nói, sao con nói thế? Dù sao ta cũng là mẹ kế của con phải tôn trọng người lớn chứ. Hạ Huyền nhếch miệng châm biếm, bà cũng biết đạo lý này á? Nhớ không nhầm ấy, mẹ tôi lớn tuổi hơn bà đấy. Vì vậy dì tôn trọng chị ấy mà. Gia Kỳ quả là người tốt, nhớ lúc dì mới đến đây chị ấy đã giúp đỡ dì rất nhiều. Thôi bà đừng tỏ vẻ mình là người phụ nữ tốt bụng, khiến tôi buồn nôn lắm. Nói xong cô quay qua nói với cô hầu gái, Tiểu Linh này, em lên dọn dẹp phòng cho chị nhé. Vâng, thưa đại tiểu thư. Bà Hạ nghe vậy vội can ngăn, nhưng nó vừa... Hạ Huyền ngắt lời bà, đây là người hầu riêng của tôi, do đích thân tôi thuê với trả lương, bà có quyền gì sai bảo cô bé? Tôi biết, bà còn làm như vậy một lần nữa, tôi không để yên cho bà đâu. Bà Hạ nhìn hai người đi lên lầu, sắc mặt bà đen lại. Con nhỏ này, sao hôm nay nó thay đổi thế nhở? Bình thường nó lúc nào cũng im lặng, có bao giờ để tâm những việc thế này bao giờ? Hạ Huyền, cô đừng nghĩ bản thân là đại tiểu thư Hạ gia, muốn làm gì thì làm. Tôi nhất định khiến cô sống không bằng chết. Trên lầu, Hạ Huyền vừa vào phòng, Tiểu Linh ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Đại tiểu thư à, đại tiểu thư không về, chắc em chết thật đấy. Cô xoa đầu cô bé nhẹ nhàng an ủi. Có chị ở đây, không ai bắt nạt được em. Nhớ nhá, nếu không có chị ở nhà, em tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt bà ta. Chị chỉ có thể bảo vệ em khi em trong tầm mắt chị thôi. Vâng, em biết rồi ạ. Nói chị nghe, sao bị bà ta mắng thế? Tiểu Linh sụt sịt bắt đầu kể lại. Khi nãy bà chủ kêu em làm ít bánh dâu tây, bình thường em cũng làm thế. Hôm nay không hiểu sao bà chủ không hài lòng. Bà chủ nói nếu một lần nữa thì em bị đuổi việc ạ. Nghe vậy ánh mắt Hạ Huyền lạnh lại. Theo lời cô bé, cô rút ra hai kết luận. Một, bà ta xem người hầu riêng của cô tha hồ sai bảo. Hai, bà ta kiếm chuyện với cô bé, nhưng không may cô về sớm nên bị bắt quả tang. Lý Hoa này đúng là gan bằng trời. Chị hiểu rồi, cứ làm theo lời dặn của chị nhé. Em xuống lầu nướng cho chị chút thịt nhé, chị đói quá. Vâng, đại tiểu thư. Tiểu Linh đi rồi, Hạ Huyền nhìn căn phòng ngủ quen thuộc. Bây giờ đang thời điểm nước rút, cô chỉ còn 2 tháng chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp. Nhớ kiếp trước, cô quá tập trung võ thuật, điểm số chỉ đủ đậu một trường hạng B trong thành phố. Bà Hạ lợi dụng việc này khiến mối quan hệ của cô và cha bắt đầu rạn nứt. Bà ta và Hạ Kiều luôn lấy điều này để dè bỉu cô. Cha Hạ vì không muốn mất mặt cho nên sắp xếp cô vào trường hạng A, nên cô gặp bọn Diệp Yên. Lúc đó cô bị ép chuyên ngành truyền thông, khi giấc mơ cũng không thành hiện thực. Sống lại kiếp này, cô thực không muốn hủy hoại cuộc đời mình, không chỉ vì để trả thù mà còn sống cho chính bản thân cô nữa. Tối đó cha Hạ trở về, điều đầu tiên ông làm đi tìm Hạ Huyền đang trốn trong phòng. Huyền à, mở cửa ra cho cha. Cha cho con 3 giây đấy, nếu không mở cha phá cửa, lúc đó đừng trách cha nặng tay. Bị uy hiếp, cô đành bất đắc dĩ mở. Nhìn thấy ông mặc nguyên bộ âu phục đứng trước mặt, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cha, con xin lỗi ạ. Cha Hạ còn bao lời la mắng trong đầu, nghe con gái nói xin lỗi thì ngẩn người. Ông là người rõ tính cách con bé, cứng đầu ương ngạnh, đặc biệt lúc nào cũng đối nghịch với ông. Bây giờ nó mở lời xin lỗi với ông, quả thực trời sắp sập xuống rồi. Đến nước này ông còn la con bé thì cũng tội. Cha Hạ khẽ ho một tiếng, biết là tốt, nhưng con không được tái phạm nữa. Con là đại tiểu thư Diệp gia, đại diện cho mặt mũi của chúng ta, nhất định phải trở thành người lương thiện, biết không hả? Vâng ạ. Có lẽ là ngày hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời ông, có gái hiếu thuận như vậy, sau này ông đỡ lo lắng. Thôi được rồi, xuống nhà ăn cơm đi. Hạ Huyền vui vẻ dạ một tiếng,
rồi thân mật khoác tay ông đi xuống phòng ăn. Bà Hạ lúc đầu thấy vẻ mặt giận dữ của Hạ gia chủ, nghĩ rằng Hạ Huyền bị mắng một trận. Nhưng không, bây giờ bà nhìn hai người họ vô cùng hòa hợp. Chết tiệt thật, rốt cuộc con nhãi này hôm nay nó bị gì? Hạ Huyền không ngừng gắp đồ ăn cho cha, miệng líu lo kể chuyện trên trường. Nếu con được thủ khoa đầu vào ấy, cha định thưởng gì cho con không ạ? Hai mẹ con bà Hạ nghe vậy, khóe miệng nhếch lên đầy châm biếm. Suốt ngày chỉ biết võ vẽ, cô ta làm như thủ khoa dễ lắm ý. Cha Hạ nghe vậy bật cười, xoa đầu cô gái nhỏ. Đã điên rồi, Huyền Huyền của cha muốn gì cha cũng đồng ý. Vâng, thế cha đợi tin tốt của con. Bữa ăn kết thúc, cha Hạ đi lên lầu làm việc. Hạ Huyền vì lười lên lầu cho nên ngồi luôn dưới phòng để thưởng thức bánh ngọt. Chỉ có hai mẹ con bà Hạ muốn gây chuyện cho nên còn lảng vảng ở đây. Chị định thi trường nào thế ạ? Em nghe nói trường Nam Kinh rất tốt luôn đấy, nhưng điểm cao lắm, mà với sức của chị chăng không nhằm nhò gì đâu. Hạ Huyền nhìn cô ta, ánh mắt vô cùng thân thiện. Sao cô không hiểu ý tứ châm chọc của cô ta? Yên tâm đi, với khả năng của chị chắc chắn đậu thôi. Em cố gắng, sau này chung trường với chị nhé. Hạ Kiều bị nói vậy, sắc mặt không tốt tẹo nào. Quả thực, dù Hạ Huyền chỉ chăm chú vào võ thuật, nhưng thành tích cô ta lúc nào cũng tốt, không quá xuất sắc, cũng không đến nỗi thậm tệ. Còn cô, dù ra sức nỗ lực lúc nào cũng chưa vượt qua cô chị. Vâng ạ, em lấy chị làm gương học hỏi. Em sẽ rất tự hào khi có người chị là thủ khoa của Đại học Nam Kinh. Ừ, đương nhiên rồi, chị đâu thể để Hạ gia mất mặt với người ngoài. Chị muốn học trường chung với em à? Bà Hạ thấy con gái mình càng lúc càng đuối lý, bà ta vội giải vây. Thôi, dì với Hạ Kiều không làm phiền con nữa, con bé cũng sắp bắt đầu kỳ thi chuyển cấp, dì chúc con trở thành chủ khoa nhé. Không đợi Hạ Huyền trả lời, hai người vội vội vàng vàng đi lên phòng. Hạ Kiều tức dậm chân, khóe mắt đỏ lên. Mẹ à, cô ta dám ăn nói với con như thế. Con nhãi này hôm nay kỳ lạ thật đấy, như biến thành người khác ấy. Mẹ cảm thấy sau này cũng khó đối phó với nó đây. Con không biết đâu, mẹ phải làm gì đi chứ. Bà Hạ vội trấn an cô ta. Yên tâm đi con, mẹ không để cô ta có được cái gọi là thủ khoa đâu. Con cũng sắp thi rồi, đừng quan tâm tới cô ta. Từ hôm đó, Hạ Huyền lúc nào cũng ôm theo sách bên mình. Thời gian bây giờ vô cùng gấp rút, cô muốn tranh thủ được nhiều hay bấy nhiêu. Bà Hạ thấy cô lao đầu học tập, thậm chí đến việc luyện võ hàng ngày cũng bỏ, thì lại có chút lo lắng. Chết tiệt, con nhãi này nó bị ai nhập nhở? Hạ Huyền chăm chỉ như vậy, cha cô vô cùng hạnh phúc. Ông biết là bé con của mình thông minh, chỉ vì trước đây nó lười, hai con hầu như trong trạng thái chiến tranh lại. Bây giờ thấy con gái thay đổi, niềm vui khó tả. Đương nhiên người vui không kém chính là giáo viên chủ nhiệm đại ca của Hạ Huyền. Dù bình thường lúc nào cũng bị Hạ Huyền chọc tức điên cả lên, nhưng trách nhiệm với nghề khiến bà không thể không quan tâm học trò, đặc biệt người có tố chất như Hạ Huyền. Em muốn thi trường Đại học Nam Kinh à? Cô giáo nhìn tờ nguyện vọng của Hạ Huyền có chút bất ngờ. Nam Kinh, trường đại học top 1 của đất nước, người muốn vào đây học xếp hàng dài. Đương nhiên chất lượng đi đôi với điểm đầu vào, tất cả chuyên ngành của trường gần như ở mức max điểm. Dạ vâng cô, em chắc chắn quyết định này chứ. Nam Kinh lấy điểm đầu vào cao đấy. Dù cô biết em thông minh tài giỏi, nhưng chỉ còn 2 tháng nữa để kỳ thi, em nhắm mình có thể không? Vâng, em chắc chắn à? Em cũng trao đổi với gia đình rồi, họ đồng ý quyết định này của em ạ. Nó đến mức này, bà không thể thay đổi nguyện vọng cô bé. Được rồi, cô ủng hộ quyết định của em. Nếu cần tài liệu hoặc có thắc mắc cứ nói với cô nhé. Vâng ạ. Hạ Huyền ngồi phòng khách đợi cha Hạ về. Ước mơ của cô trở thành nhiếp ảnh gia, nhưng cha cô muốn cô có thể học tài chính, sau này gánh vác Hạ gia. Cầu trời cho cha đừng mắng con, chứ không chắc con hết động lực học đấy. Hạ gia chủ trở về, thấy cô gái ngồi trong phòng khách đợi mình thì vô cùng vui vẻ. Đúng là con gái càng lớn lại càng tính ngoan ra. Cha, con đang chờ cha. Giáo viên chủ nhiệm của con nói với con đem phiếu nguyện vọng đưa cho phụ huynh ạ. Ừ, thế à? Ông vui vẻ cầm lấy tờ giấy, nhưng lúc nhìn chuyên ngành của cô thì trầm mặt. Cha không đồng ý cho con học ngành này, biết bao ngành nghề khác tốt hơn không chọn, sao lại chọn nhiếp ảnh gia? Không phải cha nói con thích học gì thì học à? Con thích trở thành nhiếp ảnh gia thì có gì sai ạ?
con là đại tiểu thư Hạ gia, sau này gánh vác cả gia tộc, không được, đổi nguyện vọng thành tài chính đi con. Hạ Huyền cương quyết không chịu khuất phục. Con học ngành khác không có nghĩa con không quản lý nổi tập đoàn mà. Cha xem thường con gái cha quá rồi đấy. Này, dám cãi lời cha đấy à? Nếu cha không cho con học ngành mình yêu thích, con không học đại học đâu, cha chọn đi. Bà Hạ ở một góc thấy hai cha con cãi nhau, sắc mặt vô cùng xấu. Chết tiệt, lão già này định cho con nhãi đó kế thừa Hạ gia. Lúc đó chắc chắn số phận bà ta và Hạ Kiều vô cùng thảm. Bà ta giả bộ đi ra, giọng dịu dàng. Huyền Huyền, nghe lời cha đi chứ. Dù sao cha con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Lúc này đây, Hạ Huyền đang cáu gắt, nghe lời nói châm dầu vào lửa của bà, ánh mắt cô lạnh đi. Chuyện của tôi với cha tôi không cần người ngoài như bà xen vào. Bà vẫn nên biết thân biết phận đi. Huyền Huyền, sao cô dám ăn nói với cô ấy như vậy? Cha cũng biết tính con giống cha, không bao giờ thỏa hiệp chuyện gì. Nếu cha còn nhớ đến mẹ con, mong cha đừng ép con phải lựa chọn thứ con không thích ạ. Nói xong lời này, Hạ Huyền bước lên phòng. Lúc đi ngang qua bà Hạ, cô dừng lại ghé tai bà ta. Bà đừng có châm dầu vào lửa, nếu không tôi bẻ gãy tay bà đấy. Sau khi Hạ Huyền lên lầu, Hạ gia chủ ngồi xuống sofa thở dài. Sao không hiểu tính cách của con bé, ương ngạnh cứng đầu cố chấp. Một khi quyết định điều gì, không ai có thể lung lay nó được. Ông nhìn tờ nguyện vọng, nhớ lại vợ trước của mình, chính là mẹ ruột của Hạ Huyền. Trước khi lấy ông, cô ấy cũng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới. Hai người tình cờ gặp nhau trong lễ kỷ niệm 50 năm của Hạ Thị. Lúc đó, ông nghe nói danh tiếng cô ấy nên muốn mời đến chụp những tấm ảnh đẹp nhất. Sau ngày hôm ấy, hai người bắt đầu tìm hiểu nhau. Những tưởng của hôn nhân này có thể tồn tại lâu dài. Thế mà không ngờ. Không phải anh không muốn cho con bé trở thành nhiếp ảnh gia à? Anh sợ mình không thể dành nhiều thời gian hơn cho nó. Bà Hạ nghe vậy, ngoài mặt vô cùng ôn nhu, trong lòng đầy lửa giận. Rõ ràng là bịp bợm. Ông ta chỉ không muốn nhớ lại bất cứ điều gì liên quan con ả kia. Nói thật, em cũng không ủng hộ con bé. Là một nhiếp ảnh gia rất cực, dầm mưa dãi nắng cả ngày để chụp ảnh. Đặc biệt con bé đi đây đi đó, không thể dành thời gian cho gia đình. Những dịp như Tết, thiếu vắng một người cũng không vui mấy. Mẹ con bé cứ khổ, em không muốn con bé phải giống mẹ nó. Cả ngày chỉ có thể làm bạn với chiếc máy chụp ảnh. Em cũng nghĩ thế, nhưng em vẫn tôn trọng quyết định của anh. Miệng nói vậy, trong đầu bà ta chỉ có một ý niệm, đồng ý đi, đồng ý đi. Khó khăn lắm, bà ta mới có thể lên trước Hạ phu nhân. Không thể để bất kỳ rào cản nào. Tốt nhất, ông ta cứ chấp nhận. Rồi khi oắt con đó ra ngoài, bà ta mới có thể thẳng tay loại trừ nó. Cha Hạ không trả lời, nhìn chăm chăm tờ giấy. Bỗng ông đứng dậy lên lầu, gõ gõ cửa phòng Hạ Huyền. Là cha đây, cha có vài lời muốn nói với con. Hạ Huyền đang trong phòng giải đề, nghe giọng nói cha Hạ liền mở cửa ra. Ông liếc vào phòng, thấy từng bộ đề chồng cao như núi trên bàn, khóe mắt có chút cay cay. Không ngờ cô gái nỗ lực đến thế, vậy mà khi nãy ông suýt ngăn cản đam mê của nó. Thôi được rồi, cha đành thỏa hiệp. Con thích trở thành nhiếp ảnh gia thì cứ theo đuổi. Dù sau này có cảm thấy thế nào, Hạ gia vẫn mãi là nơi con trở về. Cô ôm chầm cha mỉm cười. Vâng, cô cảm ơn cha. Hạ gia chủ xoa đầu cô, rồi gọi Tiểu Linh làm chút thức ăn cho Hạ Huyền. Thôi, cha không làm phiền con. Nhất định phải được thủ khoa nhé. Vâng ạ. Hai tháng trôi qua, cuối cùng ngày thi tốt nghiệp cũng đến. Đêm trước ngày thi, Hạ gia chủ xuống bếp đích thân làm một bàn đầy món ăn mà theo ông là dinh dưỡng như đậu xanh rồi đậu đỏ. Thôi chết rồi, cô có nên chuồn lên lầu không nhỉ? Trong lòng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười. Cha, có nghĩ nhiêu đây là nhiều lắm rồi ạ. Có hai người chúng ta ăn không hết đâu mà. Bà Hạ vì không muốn nói lời chúc thi tốt với Hạ Huyền nên bà dẫn con gái đi mua sắm. Nhìn mặt con nhãi giống y chang ả đàn bà kia, bà chỉ hận không thể lột da mặt nó ra. Cha tìm hiểu kỹ rồi, toàn những món giúp con thi đậu đấy. Huyền Huyền không có lòng tin với cha ư? Không phải con không có lòng tin, nhưng cả một bàn toàn cháo đậu thế này, nhìn tôi cũng làm con sợ đấy.
Nói xong, cô múc một chén cháo đậu xanh, mùi vị thơm phức khiến lo lắng của cô bay mất. Cha Hạ đã hy sinh như vậy, sao cô có thể làm ông ấy thất vọng được chứ? Hai ngày thi quyết định đã đến. Buổi sáng thi đầu tiên, Hạ Gia tự chủ soạn mọi thứ cho Hạ Huyền, từ bút tẩy cho đến giấy báo dự thi, tài liệu mang theo để xem lại. Sau đó từng buổi thi, ông trực tiếp lái xe đưa cô đến địa điểm thi. Đối với hành động này, Hạ Huyền có chút không nói nên lời, nhưng cô thực sự hạnh phúc. So với Hạ Kiều, rõ ràng cha cô thiên vị cô hơn rất nhiều. Cố lên con gái nhé, cha đợi tin tốt của con. Vâng ạ. Hạ Huyền điềm nhiên bước vào phòng thi. Hai tháng trời ôn tập cực khổ, cộng với ký ức kiếp trước, cô không tin mình không thủ khoa. Hai ngày thi trôi qua, cuộc đời học sinh kết thúc. Nhìn đề thi giống y hệt như kiếp trước, cô thực muốn, trời đất ơi, cô muốn vả cho bản thân mấy cái. Để dễ rất dễ, cực kỳ dễ. Thế mà lúc đó không biết cô bị gì mà lại không làm được. Bây giờ cô suy nghĩ về tương lai, tuần sau sinh nhật cô, chắc chắn bà Hạ cùng Hạ Kiều ra tay. Cô cần tranh thủ làm một chút quà đáp lễ mới được. Hạ Huyền định ra ngoài mua sắm một tí cho thư thả bản thân. Nhìn đi ngang qua phòng Hạ Kiều, cô nghe cô ta nói gì về mình cho nên đứng ngoài cửa nghe. Hình như tôi gửi cho các anh rồi. Cứ theo sắp xếp mà làm nhé. Các người bị ngu đấy à? Dù cô ta học võ đi chăng nữa, đối đầu mấy người đàn ông như các anh, không lẽ có thể thắng chắc? Được rồi, tôi bỏ thuốc cô ta là được chứ gì. Hạ Huyền nghe được nhiêu đó, cô nhếch miệng rời đi. Muốn tính kế cô á, coi chừng gậy ông đập lưng ông ấy chứ. Trong một tuần trước sinh nhật, Hạ Huyền ở nhà vào buổi tối, còn lại cô ra ngoài luyện võ, làm một chút việc riêng. Đương nhiên tất cả những thứ này có ích với cô sau này. Dù chưa có kết quả thi, nhưng cha khi nghe cô nói làm tốt thì rất vui. Ông quyết định sinh nhật năm nay của Hạ Huyền phải tổ chức thực lớn. Danh sách khách mời, món ăn, tất cả do cha sắp xếp. Hạ Huyền chẳng ý kiến gì. Nhiệm vụ của cô chỉ cần xuất hiện thực lộng lẫy vào ngày đó. Bà Hạ không muốn phụ giúp, nhưng bản thân tỏ ra là một người chu toàn thì phải làm đến cùng. Bà nhân lúc không có ai hỏi Hạ Kiều, mọi thứ sao rồi? Xong xuôi hết rồi mẹ à, nhất định hôm đó nó sẽ bị bẽ mặt cho mà coi. Ừ, giỏi lắm con gái. Hạ gia chủ bảo bà Hạ chuẩn bị trang phục cho Hạ Huyền. Bà nghe vậy vô cùng vui vẻ, tỏ vẻ mình làm tốt. Hạ Kiều biết vậy thắc mắc, mẹ sao mẹ đồng ý thế? Có khốn đó ấy, có đáng được mẹ bận tâm không? Bà nhéo má Hạ Kiều, giọng có chút vui. Con khờ thật. Thứ nhất, mẹ phải đồng ý để cha con vui. Thứ hai, mẹ sẽ khiến bộ đầm này trở thành nỗi nhục nhã cả đời của nó. Ý mẹ, con biết con nhỏ giếng với lông vũ mà. Mẹ sẽ bảo người ta may phần trên toàn là lông vũ. Thêm vào đó, mẹ cũng nói với người ta rồi, chiếc đầm đó chỉ cần lấy kéo cắt một đường nhỏ ngay eo, nó sẽ bung ra. Đến lúc đó, cô ta trên sân khấu sẽ thành trò cười của mọi người. Hạ Kiều nghe vậy cái đầu sùng bái. Mẹ xuất sắc thật đấy. Con muốn xem vẻ mặt nhục nhã của nó ngày đó thế nào. Mẹ cũng chuẩn bị chiếc váy dành riêng cho con, đã bảo hôm ấy con là người nổi bật nhất. Vâng mẹ. Trước ngày sinh nhật một ngày, chiếc đầm được mang đến. Hạ Huyền thấy nó, khóe miệng có chút châm chọc. Bà ta tưởng cô bị dị ứng lông vũ thật á. Lúc trước cô bị cảm, lại phải mặc kiểu này, cô hát xì liên tục. Thế mà bà ta lại hiểu lầm. Bà Hạ nhìn chiếc đầm suýt xoa khen ngợi. Đẹp thật đấy, màu trắng nó hợp với con. Dì chắc chắn ngày mai con sẽ là người nổi bật nhất. Tôi chỉ mong ngày mai dì đừng hại tôi là tôi mừng rồi. Bà Hạ nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Nhìn rất nhanh cô lấy lại nụ cười. Dì luôn xem con là con gái ruột của dì, sao có thể hại con chứ. Hạ Huyền định nói gì thì điện thoại vang lên. Nhìn số điện thoại, cô mang đầm đi thẳng lên lầu, khóa cửa phòng lại rồi trả lời. Cha được chưa? Cô ta sắp xếp 4 người ở phòng 401 tại quán bar Cloud. Cloud á? Một tin đáng tin không? Đáng tin. Hạ Huyền nhíu mày. Hôm qua Hạ Kiều quả thực rủ cô đến quán bar sau buổi tiệc, nhưng ở Tenny. Cô ta có ý định gì vậy? Được rồi, tôi biết rồi. Gửi thông tin 4 gã đó qua mail cho tôi. Được. Cúp máy, Hạ Huyền nhìn chiếc đầm công chúa lộng lẫy. Bà Hạ lúc nào cũng nghĩ mình thông minh, nhưng toàn làm trò cười cho cô. Không hiểu nổi kiếp trước cô ngu đến cỡ nào
mà né được kế của Hạ Kiều lại dính chiêu bà ta. Chỉ cần nhìn sơ qua, cô thấy đường chỉ bị đứt ngay ở eo. Rõ ràng nếu như mặc nó và động mạnh một tí, toàn bộ sẽ bung chỉ ra. Cô lấy di động điện vào số khác. Chiếc đầm tôi cần chuẩn bị xong chưa? Xong rồi ạ, lát nữa chúng tôi đưa đến tận nhà cho tiểu thư. Không cần đâu, lát tôi qua đó lấy. Cô mở mail xem thông tin mấy tên mà Hạ Kiều thuê. Võ vẽ không tồi, dáng người cao ráo, là băng đảng xã hội đen có tiếng trong nước. Nhìn sơ qua cô đoán được những tên này có uy danh trong băng, không phải hạng soàng xĩnh bình thường. Quả thực dù võ nghệ cô tốt đấy, nhưng với bốn tên thiện chiến có kinh nghiệm, xác suất cô thắng ở mức 50-50. Huống hồ con nhỏ kia nó muốn chuốc thuốc cho cô nữa. Nhưng không may cho hai mẹ con đó, cô quen biết con gái ông trùm băng đảng đó. Alo, tôi Tuyết à? Ừ, Huyền, cậu tìm tớ có việc gì? Có vụ làm ăn ấy, cậu muốn nhận không? Bên kia có vẻ bận gì đó nên khá ồn ào. 10 giây sau trả lời lại. Xin lỗi nhá, để cậu đợi rồi. Làm ăn gì thế? À, chẳng qua có người muốn hại tớ, tớ muốn nhờ cậu chút thôi. Được, cậu nói đi, giúp được gì tớ sẽ giúp. Hà Huyền nói sơ qua kế hoạch của mình. Ừ, là vậy đấy. Ok, vậy cậu đợi tin tốt của tớ. Được, tớ phải chuẩn bị cho sinh nhật rồi, ngày mai gặp lại cậu. Ừ, ngày mai gặp. Cúp máy, Hà Huyền nhoẻn miệng cười. Phí Tuyết ở kiếp này với kiếp trước không khác nhau tí nào. Từ 2 tháng trước, cô bắt đầu tạo mối quan hệ với cô ấy. Dù sao gia đình Phi Tuyết cũng là xã hội đen, sau này cô ấy cũng học chung ngành với cô. Đây chỉ là làm quen trước thôi. Đợi ngày mai gặp Diệp Yên nữa, bộ ba của cô đầy đủ. Hạ Huyền thay bộ quần áo đơn giản rồi đi đến cửa hàng. Nhân viên nhìn thấy cô cúi chào hỏi, sau đó đưa cô đến phòng riêng. Hạ Huyền nhìn chiếc đầm trắng vô cùng hài lòng. Cô nhờ người điều tra kiểu dáng chiếc đầm của bà Hạ, sau đó gọi điện cho cửa hàng mà họ làm ra một chiếc y như vậy. Tôi bẽ mặt á. Không thể nào. Sinh nhật Hạ Huyền được tổ chức tại khách sạn 5 sao. Khách mời hôm nay toàn những người của các giới quý tộc quyền quý. Dù hai người chỉ quen biết 2 tháng, nhưng Phi Tuyết vẫn ở phòng giúp đỡ cho Hạ Huyền. Cậu xem, quả nhiên màu son cam hợp với cậu nhất. Để tớ thêm chút kẻ mắt cho cậu. Ôi giời, sợi dây chuyền này không hợp với cái đầm này đâu. Phối lên trông có vẻ bị thô. Hạ Huyền thấy cô gái đang bận trang điểm cho cô mà lại vẫn chưa kịp chuẩn bị cho bản thân mình. Cô bất lực thở dài. Cái tính tỉ mỉ của cậu ấy không biết nên gọi là tốt hay xấu. Tôi Tuyết à, tớ đẹp lắm rồi, thật đấy. Còn cậu, nhìn lại này, váy chưa thay, mặt chưa trang điểm. Đừng nói với tớ, cậu định mặc bộ quần áo thể thao này tham gia sinh nhật tớ đấy nhá. Ô hay, hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu quan trọng hơn. Tớ đẹp như vậy rồi, đảm bảo hôm nay không ai qua mặt được tớ. Cứ tin tớ đi, tự tay cậu trang điểm cho tớ cơ mà. Phi Tuyết ngập ngừng một tí rồi gật đầu. Ừ, vậy tớ đi đây. Ok, tớ ở đây đợi cậu. 10 phút sau, Tiểu Linh gõ cửa phòng. Đại tiểu thư à, tới giờ rồi. Gia chủ cho gọi tiểu thư xuống dưới ạ. Ừ, mà chị bàn ở phòng bên cạnh ra chưa Tiểu Linh? Dạ rồi ạ, Phi tiểu thư cũng vừa xong ạ. Được rồi, để chị ra. Tiểu Linh khi thấy Hạ Huyền, cô bé há hốc mồm kinh ngạc. Cô thấy biểu hiện này mỉm cười hỏi. Tiểu Linh, thấy chị đẹp không? Dạ đẹp lắm, tiểu thư hôm nay đẹp lắm luôn đấy ạ. Ừ, thế bình thường là không đẹp à? Đại tiểu thư ngày nào cũng đẹp, nhưng hôm nay công nhận đẹp nhất. Phi Tuyết thấy hai người trò chuyện mãi lên tiếng nhắc nhở. Bí thư người đẹp ơi, đến giờ của cậu rồi kìa. Khách khứa ở dưới chờ đợi, nhìn sự xuất hiện của Hạ Huyền thì có chút kích động. Vì Hạ gia chưa bao giờ cho cô xuất hiện trước công chúng, nên người ta đồn đại vị đại tiểu thư Hạ gia lúc nào cũng điên cuồng về võ thuật. Dáng người cao lớn thô kệch, gương mặt xấu xí, lúc nào cũng phải che mặt để không bị cười nhạo. Nhìn người trước mặt mới ngộ ra một chân lý, đừng bao giờ tin vào lời đồn. Có mẹ nó chứ, như vậy mà xấu xí chỗ nào? Gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, nhìn về dáng dấp người ta đi kìa, yêu kiều mỹ miều, thực không che nổi vào chỗ nào. Có lẽ người phấn khích nhất ở đây chính là các vị thiếu gia công tử. Từ khi Hạ Huyền xuất hiện, ánh mắt mấy người họ dán chằm chằm vào cô vô cùng nóng bỏng. Nhận định hôm nay không thể để lỡ cô gái này được. Cha Hạ Huyền vội tiến lại. Ông cầm tay cô. Đây là con gái lớn của tôi, Hạ Huyền. Hôm nay cảm ơn mọi người đến tham dự tiệc sinh nhật của con bé. Hạ Huyền gật đầu xem như chào hỏi mọi người.
Cô nhìn một góc, thấy bóng dáng quen thuộc của một người khóe miệng nhếch nhếch lên. Có vẻ kiếp này cô gặp anh ta sớm hơn thật. Hạ gia chủ dẫn cô đi gặp từng người quen của ông. Thấy Hạ Huyền ngoan ngoãn, nhu thuận như vậy, ai cũng nảy sinh hảo cảm. Đặc biệt, nhìn gia đình có con trai càng muốn làm thân với Hạ gia. Khi đến bàn Tạ gia, Hạ Huyền tỏ ra dịu dàng hơn, nhưng cô không quên thu lại biểu hiện của từng người. Bà Tạ cầm tay cô, niềm nở chào hỏi. Đúng là xinh đẹp quá, Hạ Tín này. Tôi hiểu tại sao ông giấu con bé rồi. Bảo quá lời quá lời. Ông Tạ nhà tôi như thế nào? Vừa đẹp trai, lại có tài. Sinh ra Tạ Nam á, còn hơn cha đấy. Hai đứa này tuổi tác cũng không chênh lệch lắm này. Cái này tôi không can thiệp được đâu, con bé mới là người quyết định. Huyền này, con nghĩ sao? Huyền giả vờ suy nghĩ sau đấy trả lời. Con mới 18 thôi ạ, chuyện này có thể quyết định sau không ạ? Bà Tạ hiểu ý gật đầu. Được được được, chúng ta tôn trọng quyết định của con. Hai đứa có thể làm quen trước để đỡ bỡ ngỡ cũng được. Dạ vâng ạ, có cảm ơn ạ. Rời khỏi bàn Tạ gia, Hạ Huyền được Hạ gia chủ dẫn đến chỗ Cố Đình Phong. Cô nhìn người đàn ông này có chút cảm khái. Anh ta so với 7 năm sau quả không hề khác đi tí nào, vẫn đẹp trai phong độ, chỉ tiếc là quá kiêu ngạo. Cố tổng à, Hạ gia chúng tôi vinh dự khi ngài có mặt ở đây. So với Hạ gia, Cố gia quả thực là cây đại thụ chọc trời. Vợ chồng gia chủ tiền nhiệm qua đời khi cậu ta 20 tuổi. Nhưng trong vòng 8 năm, cậu ta phát triển tập đoàn Cố thị mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không riêng gì ông, rất nhiều gia đình muốn gả con gái cho cậu. Nhưng một người kiêu ngạo, lạnh lùng như vậy, ai mới có diễm phúc lọt vào mắt xanh của cậu đây? Tối nay tôi rảnh. Hạ Huyền nghe vậy, nắm chặt tay, âm thanh rắc rắc vang lên. Hạ gia chủ nghe vậy, chừng con gái một cái. Hôm nay phải thực thùy mị chứ hả? Thực lực Đình Phong rất tốt. Anh nhìn Hạ Huyền mở miệng. Có vẻ như võ vẽ của Hạ đại tiểu thư rất tốt. Vâng, cảm ơn lời khen của anh. Chỉ thực muốn đánh vào mặt anh ta một phát thôi. Cha Hạ thì cũng sợ con gái tức giận làm bậy, nói vài câu rồi dẫn cô đi. Đến chỗ không người, ông liền nhắc nhở cô. Hôm nay con là tiêu điểm đấy, đừng có làm bậy nghe chưa? Vâng, con biết rồi. Muốn làm gì để làm lén lút thôi, nhưng tuyệt đối không để cậu ta biết. Đây là cha ruột của cô á, xúi con gái mình đi đánh người à? Vâng, con biết rồi. Thôi được rồi, con nói chuyện với tiểu thư của Phi gia tiếp đi. Cha đi tiếp khách nhé. Vâng, con chào cha. Cô đi lại bàn Phi Tuyết, ngồi cạnh cô ấy. Trời, tớ mệt chết mất thôi. Cố lên, tuổi 18 chỉ có một lần thôi. Hạ Huyền nhìn quanh, không thấy Diệp Yên đâu. Hình như tôi không thấy người của Diệp gia nhở? Phi Tuyết gật đầu. Bên công ty họ xảy ra chút vấn đề không đến được. Hạ Huyền nghe vậy đành thở dài. Cứ tưởng hôm nay sẽ gặp Yên Yên cơ. Tiệc tan, khách khứa bắt đầu về. Hạ Huyền cùng cha mình tạm biệt mọi người. Cả buổi tối, bà Hạ một góc quan sát Hạ Huyền, muốn xem cô bị bẽ mặt thế nào, nhưng lại chẳng có chuyện gì cả. Chết tiệt, rõ ràng chính mắt bà thấy đường chỉ bị bung rồi cơ mà. Hạ Kiều bên cạnh lay lay tay bà Hạ, giọng không vui vẻ gì. Mẹ, sao chị ta chẳng có chuyện gì thế? Làm sao mẹ biết, giờ đến lượt con rồi đấy, nhất định không được để thất bại nghe chưa? Vâng. Hạ Huyền mở cửa vào phòng thay đồ của Hạ Kiều, thấy vẻ mặt cô ta thì âm cầm tay. Chị à, đi dạo với em một lát không ạ? Thiệt tình suýt nữa cô quen béng mất hai mẹ con bà ta. Em thấy chị nãy giờ trong đây chắc cảm thấy hơi ngộp đấy. Em muốn cùng chị ra ngoài một lát, hít thở không khí cho trong lành ấy ạ. Hạ Huyền lập tức từ chối. 9 giờ rồi, không tốt lắm đâu. Có tài xế đi cùng mà chị. Chị à, em muốn đi. Nhưng đi một lát rồi về ngay mà. Đi mà chị yêu. Hạ Huyền chỉ muốn bẻ gãy cánh tay cô ta, nhưng bây giờ không phải lúc. Cô giả vờ nghĩ một lát đồng ý. Thôi được rồi, đợi chị thay đồ đã. Vâng, chị thay bộ nào đẹp đẹp một chút nhé. Hạ Huyền đóng cửa, sắc mặt lạnh lùng. Diễn khá thật, bảo sao tương lai trở thành một minh tinh hạng A. Hạ Kiều chạy vội xuống khoe với bà Hạ. Chị ta đồng ý rồi, đúng là đồ ngu xuẩn. Hôm nay là ngày tàn của chị ta. Ừ, giỏi lắm con gái. Hạ Huyền thay bộ váy phù hợp với những nơi náo nhiệt như ba, sau đó khoác cái áo dày rồi đi xuống sảnh. Hạ Kiều thấy vậy mừng rỡ. Đi dạo cô tan mặc thế này đúng là cái đồ lẳng lơ. Chị à, đi thôi. Tài xế lái xe phía trước, Hạ Huyền Hạ Kiều ngồi sau. Vừa rời khỏi khách sạn một khoảng, Hạ Kiều lên tiếng. Đổi đường đi. Nhị tiểu thư muốn đi đâu ạ?
Hạ Kiều nghe ba từ nhị tiểu thư trong người vô cùng khó chịu. Nếu không phải Hạ Huyền được sinh ra trước thì cô ta sao có thể bị gọi như vậy. Càng nghĩ cô ta càng thấy hận Hạ Huyền nhiều hơn. Cô ta giả vờ suy nghĩ rồi lại quay sang nói nhỏ với Hạ Huyền. Hôm trước em nói với chị là đi Thani đúng không? Em nghe nói chỗ đó an ninh không tốt đấy ạ. Hạ Huyền nhướng mày tỏ ra ngây thơ. Thế em muốn đi đâu? Chị thấy cloud được không chị? Rộng rãi, nhân viên phục vụ cũng tốt ạ. Chị chưa đi những chỗ như thế bao giờ nên cũng hơi run. Không sao đâu, em đi rồi, có gì em hướng dẫn cho chị. Hạ Huyền duy trì nụ cười trên mặt nhưng trong lòng khinh bỉ vô cùng. Chị không nói gì coi như chị đồng ý đấy nhá. Lái xe à? Đến đường đi kia. Vâng, thưa nhị tiểu thư. Đến nơi, Hạ Kiều bảo người lái xe về trước, còn mình thân mật kéo Hạ Huyền đi vào trong. Tiếng nhạc sập sình khiến Hạ Huyền có chút khó chịu, nhíu mày. Hạ Kiều thấy biểu hiện của cô, cho rằng cô không quen nên càng lúc càng nhiệt tình. Cô ta kéo Hạ Huyền đi lại góc khuất. Lần đầu tiên chị đến đây nên chúng ta ngồi đây đi ạ, để gọi cocktail cho chị nhé. Hạ Kiều nói xong không đợi Hạ Huyền đồng ý đã rời đi. Cô ta đến bên quầy lấy trong túi một xấp tiền cùng viên thuốc nhỏ đưa cho nhân viên, một cocktail nồng độ thấp và một ghim lát. Người nhân viên thấy số tiền nhìn quanh rồi nhét thẳng vào túi. Được rồi, tiểu thư đợi tôi chút. 5 phút sau, Hạ Kiều mang 2 ly nước lại. Cô ta đưa cocktail cho Hạ Huyền, giọng thân thiết lắm. Em đặc biệt cho lại ít cồn cho chị ạ. Chị xem có hợp với chị không ạ? Cô liếc cái ly của mình mỉm cười. Cảm ơn em nhé. Nhìn đây không có gì ăn à? Chị cảm thấy có chút đói. Vâng, để em kêu một ít trái cây. Đợi cô ta rời đi, Hạ Huyền cầm ly cocktail đưa lên môi giả vờ uống. Sau đó cô ta nhân lúc Hạ Kiều không thấy đổ hết vào chậu cây bên cạnh. Hạ Kiều đằng xa thấy cô như vậy, nghĩ rằng cô đã uống, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Kế hoạch cô ta thực hiện được bước đầu tiên rồi. Cô ta mang dĩa trái cây lên, tìm đủ mọi chuyện để nói, đồng thời quan sát biểu hiện của Hạ Huyền. Cô không biết Hạ Kiều cho cô uống loại thuốc gì, đành bắt đầu khả năng diễn xuất của mình. Cô cởi cái áo khoác phải vẩy tay. Em cảm thấy nóng không? Hạ Kiều nghe vậy ánh mắt sáng lên. Em thấy bình thường mà chị. Hạ Huyền thấy biểu cảm đó trong lòng châm chọc. Bà Hạ thông minh bao nhiêu, con Kiều này nó ngu ngốc bấy nhiêu. Cô ta hoàn toàn không biết thu liễu cảm xúc bản thân. Chị thấy nóng quá. Cô ta sờ trán Huyền, bày ra biểu cảm hốt hoảng. Hình như chị bị sốt ấy. Quán bar này cũng có phòng nghỉ riêng đấy, em đưa chị lên nhé. Con Kiều kia dìu Hạ Huyền lên căn phòng đặt trước. Cô ta nhìn vẻ mặt có chút đỏ của cô, giả vờ ân cần nói. Chị chờ em lát, em mua thuốc cho chị ạ. Sau khi Hạ Kiều rời khỏi, Huyền lập tức khôi phục sắc mặt lạnh lùng. Cái cửa mở ra, 4 tên đàn ông bước vào. Bọn chúng thấy Hạ Huyền đang nằm trên giường, ánh mắt lộ ra vẻ háo sắc. Đúng là đại tiểu thư Hạ gia, nhìn dáng vóc kìa, không chơi đi đâu được. Hôm nay chúng ta có hời rồi. Ui, ta không kiềm chế nổi đâu bọn mày ơi. Nhận kèo này đúng là không uổng tí nào. Vậy được rồi, bắt đầu thôi, chứ đợi gì nữa. Tên tóc vàng duy nhất trong đó nghe vậy tiến lại, ánh mắt vẩn đục nhìn chăm chăm Hạ Huyền. Ngay khi định sờ mặt cô, Hạ Huyền mở mắt đạp một phát vào hạ thân của hắn. Gã đau đớn ôm trọn lấy của quý, gương mặt méo mó độc ác nhìn cô. Có khốn, mày dám làm vậy với tao à? Hạ Huyền đứng lên chỉnh lại váy rồi cười với bọn chúng. Hạ Kiều thuê bọn mày bao nhiêu tiền? Nói đi, tao ra giá gấp 3. Nghe đến tiền, ánh mắt bọn chúng sáng rực. Làm cái nghề này, mạng với tiền là 2 thứ quan trọng nhất. Được, chúng tôi đồng ý với cô. Hạ Huyền không ngờ bọn chúng đồng ý nhanh vậy. Cô bất ngờ nhưng rất nhanh càng cười rạng rỡ hơn. Bao đi. Cô vừa dứt lời, dầm một cái đạp đám người xông cửa. Thấy Hạ Huyền, tất cả bọn họ cúi đầu. Hạ tiểu thư, đây là thuộc hạ của các anh à? Người đứng đầu liếc qua. Dạ phải. Tôi tuyên nào với tôi, tùy tôi xử lý. Bây giờ tôi nên làm thế nào nhỉ? Từ khi đám người kia bước vào, 4 tên này chắc chắn hôm nay bọn chúng không còn đường sống. Tại sao cô ta quen biết tiểu thư Phi Tuyết nhỉ? Đội trưởng à, chúng tôi... Lời chưa kịp nói, gã đàn ông đá vào lồng ngực chúng. Hạ tiểu thư cứ ra lệnh.
Hạ Huyền lấy điện thoại xem, cũng gần 10 giờ. Bây giờ thực hiện kế hoạch trước đã. Có bọn này để xem chúng có công chuộc tội được không. Bây giờ xem các người có lấy công chuộc tội được không đã. Một gã đàn ông nghe vậy gật đầu lia lịa. Chúng tôi làm được, xin cho chúng tôi cơ hội. Hạ tiểu thư, xin cô ạ. À? Hạ tiểu thư à, bọn tôi bị tiền làm mờ mắt nên mới làm vậy. Xin lỗi hạ tiểu thư. Lần này cô sảng khoái đáp lại. Được rồi, nếu các người làm tốt, không chỉ không bị gì mà còn có tiền. A Hoa, giải thích kế hoạch cho bọn chúng đi. Hạ Kiều lúc này đang dưới quầy thưởng thức ly whisky. Gã tóc vàng tiến lại. Hạ ghé tai cô. Hạ tiểu thư có chuyện rồi, cô lên phòng đi. Chuyện gì? Cô lên xem thì sẽ rõ ạ. Hạ Kiều có chút bực mình. Cô ta không nghi ngờ gì cô gã lên trên. Để căn phòng, ba tên còn lại đứng đợi trước cửa. Hạ Kiều không nghĩ nhiều tiến vào trong. Một tên khóa cửa lại. Cô ta nghe vậy quay đầu hỏi. Cô ta đâu rồi? Còn nữa, các người khóa cửa làm gì thế? Gã tóc vàng lấy cái chai nhỏ trong người xịt vào Hạ Kiều. Ta dụng thuốc mê rất mạnh. Cô ta chưa kịp phản ứng ngã xuống sàn. Gã tóc vàng cùng đồng bọn đặt Hạ Kiều lên giường rồi mở cửa rời đi. Hạ Huyền đằng xa lúc này đứng lên miệng châm chọc. Yên tâm, dù sao đây cũng là mở màn, sau chỉ có thể nặng tay với em. Nghe âm thanh sau lưng, theo phản xạ Hạ Huyền xoay người đánh một quyền vào mặt hắn. Nhưng Cố Đình Phong kịp thời chụp tay cô lại. Hạ tiểu thư định giết người diệt khẩu à? Đương nhiên. Cố Đình Phong bỏ tay cô, khóe miệng nhếch lên. Không ngờ Hạ đại tiểu thư cũng rất yêu thương em gái mình. Vậy nếu sau này có người tính kế anh ấy, mong anh cũng yêu thương người đó một tí. Cố Đình Phong nghe vậy bật cười, ánh mắt nhìn Hạ Huyền. Người tính kế tôi á, chắc bây giờ đang ở dưới hoàng tuyền. Hạ Huyền nghe vậy, theo bản năng cũng nhích về sau. Kể cả biến thái này. Cố Đình Phong dường như không để ý hành động của cô. Anh nhìn phía Cam rồi sau đó lên tiếng. Cô gây rối ở chỗ tôi nên xử thế nào đây? Cái gì mà chỗ anh? Quả ba này do anh mở à? Anh đừng có... Nói đến đây, Hạ Huyền im bặt. Nhớ không nhầm, khi quán ba khai trương, anh ta gửi thiệp đến Hạ gia. Chết tiệt, sao cô xui xẻo như vậy? Cô hít một hơi bình tĩnh hỏi. Hạ gia so với Cố gia thua về mọi mặt. Tôi nghĩ là chúng ta nên bỏ qua việc này. Dù sao tôi cũng chưa gây tổn hại gì đúng không? Cô làm ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của chúng tôi. Camera quay lại hết. Nếu Hạ đại tiểu thư không tin, tôi có thể gửi đến Hạ gia. Hạ Huyền muốn đánh anh ta, nhưng nghĩ đến hậu quả cô không gánh nổi. Cô nhích lại gần Cố Đình Phong, giọng nũng nịu. Anh đẹp trai ơi, anh xem tôi cũng chẳng có gì cả. Nếu anh không chê, có thể tôi lấy thân báo đáp anh. Cô nói đến đây, nháy mắt với anh tỏ vẻ bị hoảng. Mẹ nó chứ, bà đây không đánh được anh, cũng phải làm ghê tởm đến già. Đúng là đồ biến thái mà. Đình Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ ý cười. Được thôi, dù sao tôi đang cần người vợ. Nghe câu trả lời của anh, khóe miệng Hạ Huyền giật giật. Đây có phải là Cố Đình Phong nổi tiếng kiêu ngạo không nhở? À, tôi chỉ đùa thôi mà, anh đừng tưởng thật nhé. Anh quên những gì tôi nói khi nãy đi nhé. Cố Đình Phong lấy điện thoại, bật vai ghi âm. Hạ đại tiểu thư, lời đã nói không thể rút lại. Rất nhiều người muốn được ngồi vị trí cố phu nhân nhưng không thể. Bây giờ tôi đặc biệt tặng nó cho cô. Nếu cô không chịu, thì tôi chỉ có thể... Nói đến đây, anh mỉm cười tỏ vẻ cô hiểu mà. Hạ Huyền thực sự khâm phục tái nói của anh ta. Một câu thốt ra chứa đầy sự uy hiếp. Má kiếp, nếu cô không nhớ nơi này thì cô thề cô không bao giờ đến đây với Hạ Kiều. À, tôi chỉ buột miệng nói thế thôi, cho nên anh quên đi được không? Hạ đại tiểu thư, quyết định là ở cô. Đây là danh thiếp của tôi, hạn chót 7 giờ sáng mai. Nói xong, Cố Đình Phong chỉnh sửa bộ âu phục gọn gàng rồi rời đi. Hạ Huyền cầm tấm danh thiếp, nhìn ánh mắt sắc lạnh và hướng anh ta rời đi. Đối với cô, việc này hoàn toàn không có hại gì cả. Cô có thể lợi dụng Đình Phong để đối phó bọn Hạ Kiều, nhưng cô không muốn bản thân phải dính líu tới một người nguy hiểm như vậy. Trời, kiếp trước cột đá anh một cái, bây giờ kiếp này chỉ lỡ miệng một câu thì họa đến rồi. Cô chỉ muốn trở thành một nhiếp ảnh gia rồi đi du lịch vòng quanh thế giới. Đến việc gánh vác Hạ gia, cô không muốn nói gì đến việc trở thành cố phu nhân gì đó. Hạ Huyền ôm cục tức trong lòng trở lại phòng. Nhìn Hạ Kiều nằm trên giường, gương mặt cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Dự định ban đầu của cô đảo ngược kế hoạch của Hạ Kiều. Nhưng nó chỉ mới 15 tuổi,
Với lại nó chỉ nghe lời sắp xếp của bà Hạ, cô cũng không thể làm nặng. Suy nghĩ một hồi, Hà Huyền quyết định lột sạch quần áo Hạ Kiều, nhỏ một giọt sữa vang đỏ trên giường rồi nghênh ngang rời đi. Trước khi đóng cửa, cô giơ ngón giữa với Hạ Kiều. Lần này tôi nhẹ tay đấy, lần sau không có chuyện này đâu. Từ lúc rời khỏi Cloud, tài xế riêng của Cố Đình Phong thấy tâm trạng anh rất vui. Chẳng lẽ ngài ấy vừa ý cô gái nào à? Trở về nhà chính đi, tôi muốn gặp bà nội. Dạ vâng. Trên đường đi, Cố Đình Phong nhìn tấm ảnh trong điện thoại, ánh mắt mang chút ý cười. Không ngờ vị đại tiểu thư Hạ gia khác xa với lời đồn. Bạo lực, thông minh, mưu kế, lại còn dám cãi tay đôi với anh. Đến nơi, anh đi phỏng lên phòng bà nội, ôm lấy bà nội rồi anh nói: Bà nội à, con chào bà. Bà nghe giọng nói cháu mình, kéo len đang đan đặt xuống giường. Bà xoa đầu Đình Phong: Thằng nhóc này, con biết về thăm bà nội, ta tưởng con quên mất bà già này rồi. Làm sao con quên được bà nội đáng yêu của con à? Con ấy chỉ giỏi nói khoác thôi. Hai bà cháu lâu ngày không gặp nên nói rất nhiều chuyện, nhưng chủ yếu là về cuộc sống của Đình Phong. Từ năm 22 tuổi, anh đã dọn ra ngoài. Hai người chỉ gặp nhau dịp Tết hoặc ngày giỗ của gia chủ tiền nhiệm. Hôm nay con về muốn mượn hộ khẩu ạ. Mượn nội hộ khẩu á? Bà nghe vậy nở nụ cười rạng rỡ. Có phải con muốn kết hôn không? Tiểu thư nhà nào thế? Thằng nhóc này có bạn gái, sao không dẫn về ra mắt? Con đưa cô ấy về ra mắt sau à? Nhưng nội cứ tin ánh mắt nhìn người của con. Đương nhiên là tin. Chắc chắn cô gái xinh đẹp lắm nhỉ? Đình Phong nghĩ đến dáng vẻ Hạ Huyền. Vâng, đúng là rất xinh đẹp ạ. Bà lập tức mở tủ lấy quyển hộ khẩu đưa cho Đình Phong. Đây, nhớ mau mau đưa cháu dâu về đây cho bà nội. Vâng, có biết rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hạ Huyền không tài nào ngủ nổi. Nghĩ đi việc hôm nay, cô lại muốn lôi Cố Đình Phong ra đánh một trận cho hả dạ. Cầm tấm danh thiếp ngắm nghía, Hạ Huyền quyết định gọi cho anh ta. Ai đấy? Tôi Hạ Huyền đây. Tôi đồng ý với anh, nhưng tôi muốn đưa ra vài điều kiện. Đầu dây bên kia, Cố Đình Phong đang ngủ trên ban công, tay mân mê ly rượu vodka. Được thôi, cô nói đi. Thứ nhất, tôi không muốn việc này được công khai. Thứ hai, anh không được xen vào cuộc sống của tôi, cũng như không màng đến chuyện mọi chuyện của anh. Thứ ba, tôi chỉ muốn kéo dài trong nửa năm thôi. Hai điều kiện trên tôi đồng ý. Có cái thứ ba ấy, tôi muốn đổi thành 2 năm. 2 năm á, Cố Đình Phong? Anh muốn cướp luôn 2 năm đại học của tôi á? Mẹ kiếp, cô có điên mới đồng ý với cái điều kiện phi lý của anh ta. Cố Thị sẽ hỗ trợ cho Hạ Thị. Hơn nữa, nếu cô cần gì cứ nói với tôi. Cô ngập ngừng hỏi: Cố Đình Phong, anh thích tôi đấy à? Đầu dây bên kia có lẽ bất ngờ với câu hỏi này, một lát sau khẽ cười: Thích á? Cố Đình Phong, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Hạ đại tiểu thư đừng quên, cô mới là người đưa ra yêu cầu này. Cô suýt quên mất việc này, đúng là cái miệng hại cái thân. Tôi gửi địa chỉ cho cô rồi đấy. Sáng mai 7 giờ gặp nhau nhé. Tạm biệt cô. Hạ Huyền chưa kịp trả lời, Cố Đình Phong ngắt máy rồi. Cô xem địa chỉ anh ta gửi là căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Anh ta đúng thực là biết chọn chỗ. Từ Hạ Gia đến đó mất hơn nửa tiếng. Cố Đình Phong, một ngày nào đó tôi nhất định xử anh. Sáng hôm sau, Hạ Huyền mặc bộ váy trắng tinh xảo rồi đến địa điểm đã hẹn. Nhìn căn biệt thự rộng lớn, cô có chút cảm khái. Cô cứ nghĩ Hạ Gia rộng lắm, ai ngờ căn biệt thự tư nhân của anh rộng hơn gấp mấy lần. Quả gia nhận được lệnh liền mở cửa cho Hạ Huyền. Thiếu gia dặn dò tôi tiếp đón Hạ tiểu thư, xin mời tiểu thư vào trong. Men theo lối đi, cô thấy trong vườn trồng nhiều loài cây quý. Máu nghệ thuật trỗi dậy, cô hỏi quả gia: Xin lỗi, nhưng tôi có thể chụp hình chúng được không? Đẹp quá đi mất. Vị quả gia ngạc nhiên, sau đó ông gật đầu: Được chứ. Sau khi xong việc, sau đó tiểu thư có thể làm gì mình muốn à? Cô nhoẻn miệng cười rồi đi theo ông ấy vào trong. Đình Phong với Hạ Huyền nói với người bên cạnh: Làm việc đi. Dạ vâng. Người đàn ông bảo Hạ Huyền ngồi xuống rồi đưa một tờ giấy và cây bút: Mời Hạ tiểu thư điền đầy đủ thông tin của mình. Cô đưa cho người đàn ông hộ khẩu rồi cầm bút điền mọi thứ cần thiết. Xong xuôi, ông ta nhìn một lượt kỹ lưỡng, bảo hai người đứng cạnh nhau chụp hình. Cảm nhận vòng ngực rắn chắc của người phía sau, gương mặt cô bất giác đỏ lên. Dù kiếp trước cô quen Tạ Nam 5 năm,
Nhưng do Hạ Gia, Tạ Gia sống ở hai thành phố khác nhau nên thời gian gặp nhau cũng ít, chỉ dừng ở mức nắm tay tán gẫu. Lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với đàn ông thế này. Đình Phong duy trì dáng vẻ lạnh lùng, nhìn thấy người trước mặt có chút hồi hộp, anh đặt tay lên vai cô, thả lỏng đi. Dù đây chỉ là hợp đồng, nhưng vẫn là lần kết hôn đầu tiên của tôi. Cô nghĩ đây là lần thứ hai của tôi à? Bình tĩnh đi, coi như tập dượt trước cho sau này. Nghe giọng điệu khó ưa, Hạ Huyền hít một hơi rồi cười nhẹ. Người đàn ông chụp xong liền đưa cho hai người xem. Hạ Huyền nhìn bản thân trong ảnh có chút bất ngờ. Đẹp thật đấy. Này, cố Định Phong anh xem đi. Anh mặc vest đen, tôi mặc váy trắng, nhìn hợp nhau phết nhở. Nói xong, cô cảm thấy bản thân có chút thất thố, vội trả lại cho người đàn ông rồi quay đi hướng khác. Định Phong nghe vậy, gương mặt cũng không có biểu hiện gì. Người đàn ông cùng hai nhân viên của mình rất nhanh hoàn thành xong giấy đăng ký kết hôn. Ông đưa cho Đình Phong, mọi thứ xong xuôi rồi ạ. Vậy tôi có thể rời đi chưa? Ừ. Ra ngoài cổng, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Một trợ lý thấy vậy hỏi, sao chúng ta phải đến tận nhà làm việc này? Có lẽ anh ta phải đến chỗ chúng ta mới đúng chứ? Người đàn ông nghe xong gõ đầu anh ta. Anh ta là Cố Đình Phong đấy, là vị tổng tài lừng danh của Cố thị. Một người kiêu ngạo lạnh lùng như anh ta không bao giờ làm mất đi giá trị bản thân. Đi thôi, đi thôi. Đừng nhắc cậu ta nữa, tôi thực sắp ngất đến nơi rồi. Hạ Huyền cầm giấy chứng nhận kết hôn, gương mặt rũ xuống. Không ngờ lần đầu tiên kết hôn chỉ kéo dài 2 năm. Đình Phong duy trì vẻ mặt lạnh lùng. Anh lấy lại tờ giấy trong tay Hạ Huyền, rồi nó quản gia đưa cô về. Hạ Huyền thấy thái độ hờ hững, cầm luôn bình hoa ném vào người anh ta. Cố Đình Phong, dù sao tôi cũng là vợ mới cưới của anh. Anh vừa làm giấy đăng ký kết hôn xong, anh đuổi tôi về á? Đình Phong vội chụp bình hoa đặt lên bàn. Anh nhíu mày nhìn cô. Chưa, cô muốn ở đây à? Nơi đây cũng rộng, nếu muốn cô có thể chuyển đến đây sống. Ý tôi không phải, bây giờ Hạ tiểu thư là vợ tôi, tôi có nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng không đây? Dứt lời, anh tiến lại gần, bàn tay ôm lấy cô kéo trong lòng mình. Hạ Huyền không biết đối mặt tình huống này thế nào, theo bản năng cô đẩy anh ra rồi vung một quyền. Đình Phong dùng tay cản lại, ánh mắt không rõ ý vị nhìn cô. Hạ tiểu thư, cô định mưu sát chồng mới cưới đấy à? Tôi mưu sai hồi nào? Ai bảo anh ôm tôi làm gì? Tôi thấy điều này bình thường mà. Hạ tiểu thư là ngại à? Bị nói trúng tim đen, gương mặt cô đỏ ửng lên, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Mấy chuyện này không làm tôi ngại được. Cố Đình Phong nhìn đồng hồ trên tay. Tôi phải đến công ty, cô cần gì cứ nói với quản gia, ông ấy sẽ giúp cô. Dứt lời, anh ra ngoài lái xe rời đi. Hạ Huyền giơ ngón giữa phía Đình Phong, rồi lấy cái máy ảnh từ trong túi. Làm phiền bác rồi ạ. Đây là bổn phận của tôi, mời Hạ tiểu thư đi lối này. Nhìn thấy cô gái trẻ sức sống tràn trề, trong lòng quản gia cảm thấy vui vui. Chăm sóc thiếu gia bao năm, lần đầu tiên ông thấy thiếu gia đối xử đặc biệt với một cô gái như vậy. Dù không biết lý do là gì hai người kết hôn tạm thời, nhưng ông mong hai người sẽ có kết thúc đẹp. Hạ Huyền ở biệt thự chụp ảnh nửa ngày trời mới tạm biệt quản gia đi về. Vui quá mà em chút nữa quên mất việc quan trọng. Trở về Hạ gia, Hạ Huyền thấy Tiểu Linh đang dọn dẹp phòng mình, vội ngoắc tay với cô. Đại tiểu thư, có việc gì dặn dò ạ? Hạ Kiều về chưa? Dạ rồi ạ. Khoảng sau khi gia chủ rời đi 10 phút, nhị tiểu thư mới trở về ạ. Em thấy biểu hiện của nó lúc về thế nào, vui hay buồn? Tiểu Linh cố gắng nhớ lại. Lúc đó thấy nhị tiểu thư khóc nhiều, ôm phu nhân rồi kể nhiều thứ lắm. Em chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà thất bại rồi bị hại ấy. Hình như toàn nói đại tiểu thư không ấy ạ. Phu nhân nghe xong giận dữ lắm, quản gia hay người hầu không ai dám lại gần bà ấy. Hạ Huyền nghe vậy, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Thật ra cô thề cô không làm gì luôn. Nếu nó tỉnh táo một chút, biết ngay bản thân chưa bị gì cả. Chỉ tiếc là... Thế đêm qua ấy, có ai hỏi gì về chị không? Dạ không ạ. Ai cũng nghĩ đại tiểu thư với nhị tiểu thư ở ngoài chơi cả đêm, không ai hỏi gì ạ. Ừ, em lui xuống đi. Vài ngày tới bà ta vô cùng khó chịu đấy. Em với mọi người cẩn thận một chút nhé. Kéo sai một tí là bị mắng oan to đấy. Dạ vâng ạ. Đợi Tiểu Linh đóng cửa, Hạ Huyền mở đoạn video quay được hôm qua. Dù chỉ một cảnh Hạ Kiều cùng bọn người đó vào trong, nhìn nếu nó bị tung ra, dù Hạ Kiều chưa làm gì vẫn bị không ít công kích đâu. Kệ, cứ lưu lại trước, sau này biết đâu cần dùng tới thì sao. Từ ngày sinh nhật Hạ Huyền, chớp mắt 2 tuần trôi qua.
Trong thời gian này, nhiều lần cô cố tình đi lại trước mặt Hạ Kiều xem phản ứng của nó. Trái ngược mong muốn của cô, Hạ Kiều thấy cô liền bỏ chạy mất dép. Về phần bà Hạ, bà ta trừng trừng mắt với cô rồi rời đi chỗ khác. Với tính cách của hai mẹ con này, nhất định tìm cớ gây chuyện hoặc đi kể lể với cha cô. Nhưng bây giờ xem như chưa có gì. Hai kẻ này đang có âm mưu gì nhở? Những ngày công bố kết quả thi, cả Hạ gia tập trung trước máy tính của Hạ Kiều. Hạ Kiều vốn không muốn, nhưng cô ta vẫn nghe lời bà Hạ xuống lầu. Hạ Huyền thấy Hạ Kiều, vội nở nụ cười, rồi cầm tay hỏi thăm thân thiết. Dạo này chị không thường xuyên về nhà, em nhớ chị không? Hạ Kiều định giật tay, nhưng Hạ Huyền siết chặt hơn. Bà Hạ bên cạnh thấy con gái mình run lên thì lên tiếng. Nhớ chứ sao không? Con đi sớm về trễ, muốn gặp con cũng khó mà. Hạ Huyền nghe vậy, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Xin lỗi mọi người, tại con muốn tìm đến những anh chị của trường để tham khảo thêm về chuyên ngành của mình, cho nên không ở nhà nhiều được. Cha Hạ nghe câu trả lời vô cùng hài lòng. Ông xoa xoa đầu Hạ Huyền. Con đấy, chưa gì hết đã tự tin như vậy. Con là con gái của cha mà, tất nhiên phải giỏi rồi. Bà Hạ nhìn cảnh này, trong lòng càng thêm ghen tức. Làm như bà không biết con khốn đó suốt ngày chỉ cặp kè với tiểu thư Phi gia và Diệp gia, rồi đi lêu lỏng, vậy mà cố tỏ ra ngoan ngoãn gì. Cầu trời cho con khốn không được thủ khoa, thậm chí rớt luôn Đại học Nam Kinh. Cô như thế mới không ngẩng đầu lên được. Hạ Huyền nhập số báo danh của mình, hít hít một hơi dài rồi có ô truy cập. Cô nhìn màn hình đang hiển thị từng điểm số, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Cha, có đậu vào Nam Kinh rồi. Cha Hạ thấy điểm của các môn. Lúc này đây, ông đỏ mắt lên, điểm ở ngưỡng max. Có gái ông cuối cùng làm được điều nó hứa. Huyền à, con giỏi lắm, con muốn cha thưởng gì nào? Con thích cái máy ảnh mới ạ, cái của con cũng dùng hơn 4 năm rồi. Được được được, ngày mai cha đi mua cho con nhé. Tâm trạng của ông cực kỳ vui. Thậm chí nếu Hạ Huyền kêu lên trời hái sao, ông sẵn lòng đấy. Đúng là con gái giống mẹ, xinh đẹp, thông minh rồi tài giỏi. Bà Hạ cùng Hạ Kiều nhìn điểm số cao chót vót, khóe miệng giật giật. Có khốn này, vốn không có não, sao bây giờ có thể thi ở mức cao thế nhở? Do may mắn, hay là trước giờ nó giấu giếm thực lực thật của bản thân nhở? Nhớ về đầu thì dễ, về sau thì vô cùng khó chịu. Điều này chứng tỏ, sau này nó muốn đối phó lại thì càng khó hơn rồi. Giấu đi sự hung ác của mình, bà mỉm cười gật đầu. À, Huyền giỏi lắm. Dạ, cảm ơn quà khen ạ. Con được như vậy nhờ sự cầu chúc của mọi người thôi. Nói đến đây, cô nhìn phía Hạ Kiều ở sau lưng bà. Là chị nêu gương tốt cho em mình học hỏi. Kiều Kiều sau này có thắc mắc gì cứ hỏi chị nhé. Chị tận tình chỉ cho em. Ông Hạ gật đầu tán thành. Huyền làm rất tốt, cha thưởng cho con xứng đáng. Còn về phía Kiều Kiều, có cố gắng học tập, nửa mày nửa mặt Hạ gia chúng ta nhé. Dạ vâng ạ. Hạ Huyền nhếch miệng châm biếm hai người, rồi nói với Hạ gia chủ. Con lên phòng trước đây, Tuyết Tuyết với Yên Yên chắc cũng đang nôn nóng lắm. Ờ, con lên đi. Ngay khi lên lầu, cô khóa trái cửa, gọi video thông báo tin vui cho hai cô bạn thân, đồng thời không quên tán gẫu với bọn họ. Chúc mừng Huyền, không ngờ cậu có thể max điểm môn toán học được đấy. Tớ mà. Nhưng tớ chắc chắn điểm hai cậu không thấp đâu. Đương nhiên rồi, bọn tớ làm sao thua cậu được. Bà gửi hết nói kết quả thi, lại nói đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. Họ chỉ hận bây giờ không thể gặp nhau để hàn huyên tâm sự. Từ lúc trọng sinh, lần đầu tiên cô có thể quên đi ưu phiền mà cười vui vẻ. Dù chỉ mới quen không bao lâu, nhưng tính cách hai người họ giống kiếp trước, vô cùng tốt bụng, thân thiện và dịu dàng. Đến hơn 11 giờ, ba người lưu luyến ngưng lại cuộc trò chuyện. Diễn viên đề nghị, hay là chúng ta đến tổ chức đi du lịch nhỏ, coi như là mừng cả ba là tân sinh viên Nam Kinh. Được đấy, ý kiến cậu sao Tuyết? Ừ, tớ theo ý các cậu. Vậy được, ngày mai chúng ta bàn kỹ hơn nhé, tạm biệt. Hạ Huyền tắt cuộc gọi video, sau đó mở web lướt dạo một tí. Tâm trạng cô bây giờ cực kỳ tốt, sao mà ngủ được. Bỗng có tin nhắn từ số lạ gửi đến, hai từ chúc mừng. Nhìn tin nhắn này, cô nhíu mày. Ai biết được số điện thoại cá nhân của cô nhở? Ngoài Hạ gia chủ và bọn Diệp Yên, cô chưa bao giờ để lộ thông tin cá nhân của mình. Suy nghĩ xong, cuộc gọi từ số điện thoại đó vang lên. Cô ngập ngừng trả lời. Alo, ai thế ạ? Chồng cô. Nghe giọng nói trầm thấp này, Hạ Huyền biết đầu dây bên kia là ai.
Cô quên mất hôm bữa có gọi cho Đình Phong bằng số máy cá nhân. Sao biết tôi đậu mà chúc mừng thế? Chuyện tôi muốn không có gì là không biết. Dù sao cũng dành thời gian quan tâm vợ cứ mới cưới chứ. Cô nghe câu này chả biết nên vui hay nên buồn. Đúng là. Vâng, cảm ơn anh. Quà chúc mừng tôi gửi sau. Cô thích gì thì cứ nói. Không cần đâu, được anh chúc mừng là tôi cảm thấy vui rồi. Cố Đình Phong nhìn đống dữ liệu đang chuyển động trên màn hình máy tính. Anh dụi dụi mắt rồi trả lời. Tôi có việc nhé, cúp máy đây. Cô chưa kịp hỏi anh thì lúc này âm thanh ngắt máy vang lên. Nhìn số di động băn khoăn một hồi quyết định lưu lại. CDP, lưu thế này chắc không ai biết đâu nhở. Ngày hôm sau, sau hồi bàn luận, cả ba quyết định làm một chuyện, đó là đến hòn đảo Bắc Á. Dù sao đây là lần đầu tiên xa nhà, Phi Tuyết có chút lo lắng. Cô gọi điện hỏi Hạ Huyền. Này, tớ nên mang theo những gì nhở? Thì quần áo váy vóc, đồ trang điểm, vật dụng cá nhân khác nữa. Trời, nhiều thế á? Nhiều đây là ít rồi. Đừng nói với tớ, cậu chưa bao giờ du lịch xa nhá. Phi Tuyết nhìn những bông hoa ngoài sân. Chưa, từ nhỏ đến giờ cha tớ không cho tớ đi đâu hết. Mày hôm qua anh trai tớ từ nước ngoài về, tớ với anh ấy năn nỉ quá cho nên cha mới đồng ý đấy. Hạ Huyền không biết trả lời sao. Kiếp trước cả ba quen biết do ở chung ký túc xá, cùng lắm chỉ quanh quẩn mua sắm quần áo, cũng chưa từng đi xa. Gia đình Phi Tuyết vốn theo hắc đạo, có thể cha cậu ấy không muốn con gái bị đối thủ hãm hại nên không cho cô ấy lộ mặt ra ngoài nhiều. Có bạn trai của Diệp Yên đi cùng, một Hạ gia, một Diệp gia, một Lăng gia, đảm bảo không ai làm khó được cậu đâu. Ờ, cảm ơn cậu nhé. Thôi được rồi, cậu cứ soạn theo chỉ dẫn của tớ, sau này chúng ta đi nhiều lần nữa, cậu cứ làm quen dần đi là vừa. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Phi Tuyết. Ừ, đương nhiên rồi. Đúng 8 giờ, Hạ Huyền, Phi Tuyết có mặt tại sân bay. Hạ Huyền vốn định đến đây một mình, nhưng cô lo lắng cô nàng tiểu thư kia nên đành đến phi xa một chuyến để đón vậy. Sao chưa thấy Diệp Yên nhở? À, kia rồi kìa. Ở phía xa, Diệp Yên thấy hai cô bạn thân của mình thì chạy vội lại, bảo luôn Lăng Kha đang kéo hai cái vali. Để hai cậu đợi lâu rồi, bọn tớ bị kẹt xe nên đến trễ. Không sao đâu, đi thôi. Bốn người rất nhanh hoàn thành thủ tục rồi lên máy bay. Nhìn thành phố quen thuộc ngày càng nhỏ lại, Hạ Huyền thở dài. Từ sáng giờ cô cảm giác lo lắng, bồn chồn trong người. Phi Tuyết ngồi kế bên, thấy bạn mình ủ rũ thì hỏi thăm. Cậu sao thế? Có chuyện gì à? Sáng giờ mắt trái cứ giật giật, không biết có điểm gì không nhở? Phi Tuyết nghe vậy lắc đầu cười khẽ. Cậu đấy, suy nghĩ quá nhiều. Nghỉ ngơi chút đi, đến giờ tớ gọi cậu dậy. Ờ, cảm ơn cậu. Chuyến bay kéo dài 3 giờ đồng hồ. Nhìn thấy bờ biển trong xanh cùng với bãi cát trắng mê hoặc, tâm trạng mệt mỏi của mọi người biến mất. Lăng Kha không muốn phá tâm trạng của ba cô gái. Anh nói họ đến khu nghỉ dưỡng trước, mình với thuộc hạ đem hành lý đến sau. Hạ Huyền tính tình năng động, cô là người đầu tiên đến nơi trước. Nhưng đi ngang qua một biệt thự tư nhân, cô dừng chân. Mọi người phía sau thấy hành động của cô, vội vội vã tiến lại. Lăng Kha thấy bóng dáng đó, anh lên tiếng chào hỏi. Đình Phong, cậu cũng ở đây à? Cố Đình Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe có người gọi tên mình thì mở to mắt, gương mặt lạnh lùng nhìn hướng đó. Thấy bạn thân của mình cùng với Hạ Huyền ở bên cạnh, anh có chút ngạc nhiên. Vốn anh chọn đại một nơi tự tưởng cho bản thân kỳ nghỉ ngắn ngày, không ngờ đến đây rồi ông trời lại mang bất ngờ cho anh. Ừ, cậu cũng đến đây à? Tớ đi cùng với Y Điên và bạn cô ấy. Không ngờ khu nghỉ dưỡng này lại là kế biệt thự của cậu à? Cố Đình Phong di chuyển tầm mắt lên Hạ Huyền. Càng đông càng vui. Lăng Kha gật đầu rồi cùng thuộc hạ tiến đến mang vào hành lý vào khu nghỉ dưỡng. Hạ Huyền mang hành lý lên phòng, sau đó ngả lưng xuống giường. Bây giờ có 10 xô nước lạnh, không dập tắt được bực bội trong người cô. Hèn chi sáng giờ mắt cứ giật giật. Hèn gì tâm trạng cô không ngừng lo lắng. Thì ra là cái lão Cố Đình Phong cũng ở đây. Mẹ kiếp, sớm biết thế này, hai người kia đánh cô cũng phải đổi địa điểm bằng được. Diệp Yên và Lăng Kha một phòng, Phi Tuyết ở cùng với Hạ Huyền. Nhìn thấy bạn mình đang khó chịu, cô thu xếp quần áo của hai người treo vào tủ rồi nằm xuống bên cạnh. Này, người khi nãy là Cố Đình Phong đúng không? Hạ Huyền, cậu có thù gì với anh ta? Có, tớ hận cậu không thể bóp chết anh ta. Phi Tuyết nhào má Hạ Huyền. Cậu bình tĩnh lại đi, đây là kỳ nghỉ đầu tiên của ba đứa mình, đừng để người khác làm cậu phân tâm. Sửa soạn đi,
Chắc hai người họ đang chờ chúng ta dưới lầu đấy. Nghe lời nói đó, gương mặt cau có của Hạ Huyền giãn ra. Cô hít hơi dài rồi bật dậy. Ừ, cậu nói đúng, mặc kệ anh ta đi. 10 phút sau, Hạ Huyền cùng Phi Tuyết xuống lầu. Diệp Yên đang nói chuyện cùng với bạn trai mình khi thấy hai người liền chạy lại khoác vai thân mật. Trời, trông hai mỹ nhân này nóng bỏng còn hơn cả mặt trời. Vì đây là chuyến đi đầu tiên của ba người. Gần như hôm qua, ba người tàn sát cả trung tâm mua sắm. Diệp Yên với Hạ Huyền vốn là tín đồ của thương hiệu quần áo nổi tiếng. Họ lựa chọn cho mình rất nhiều kiểu mẫu xinh xắn. Hai người đặc biệt chọn cho Phi Tuyết bộ đồ bơi màu đen tuyền, nhằm tôn lên làn da trắng nõn cùng vóc dáng thanh mảnh của cô. Dù sao bình thường cô ấy chỉ mặc toàn đồ kín cổng cao tường. Lần đầu lộ ra thịt thế này thì cô có chút ngại ngùng, gương mặt cũng đỏ lên. Cậu đừng có chọc tớ nữa. Hai cô gái thấy vậy cười phá lên. Quả nhiên gạo Phi Tuyết là vui nhất. Thôi được rồi, biển xanh đang chờ chúng ta đấy. Ra đến ngoài cổng, bốn người thấy Đình Phong đứng chờ sẵn. Tay anh cầm ly nước ép táo, trên mặt đeo cái kính râm đen to đùng. Lang Kha như không gian cho ba cô gái, anh cùng với Đình Phong đến hóng mát. Không ngờ gặp cậu ở đây, Đình Phong này. Cậu có bao giờ đi nghỉ mát kiểu này đâu nhở? Cậu cũng thế mà. Lang Kha nhìn Diệp Yên phía xa, khóe miệng nhếch lên. Tớ là vì bạn gái thôi. Cậu đi làm cu li à? Visa không cho tiểu thư nhỏ đi, Diệp Yên kéo tớ đi cùng để họ yên tâm. Đình Phong nghe vậy nhớn nhớn mày. Anh nhìn bóng dáng ai đó trên bờ biển, gương mặt lạnh lùng có chút giãn ra. Cậu ra đây ở với tớ đi, dù sao đây là kỳ nghỉ riêng của ba người họ mà. Ừ, chắc là vậy rồi. Về phần ba cô gái, Diệp Yên và Hạ Huyền vốn là những người năng động, nhưng Phi Tuyết vô cùng trầm tính. Diệp Yên bất đắc dĩ đành kéo cô đến xà ban gần đó. Tớ xin lỗi nhé, là phiền hai cậu. Hạ Huyền xoa đầu Phi Tuyết an ủi. Ngốc quá, không cần phải lo lắng. Dù gì sau này chúng ta còn nhiều cơ hội, đến lúc đó cậu dần quen thôi. Ừ, cảm ơn hai cậu. À, đồ uống no nê, ba người quay lại khu nghỉ dưỡng. Lang Kha nói với Diệp Yên, đây là kỳ nghỉ riêng của ba người, nếu anh ở cùng em thì thành ra phá. Đình Phong đề nghị anh ở cùng với cậu ấy, em thấy sao? Diệp Yên nhìn phía hai người bạn mình, thấy họ không ý kiến thì gật đầu. Đôi môi nhỏ nhắn chu lại. Thế đâu rồi, khi nào bạn em về thì nói với anh. Ừ, ngoan nhé. Ba người còn lại chứng kiến một bàn cẩu lương, khóe miệng giật giật. Đặc biệt cố Đình Phong, anh không nói lời nào xoay người đi vào biệt thự. Đến chiều, năm người cùng nhau đến nhà hàng 5 sao gần đó. Bốn người còn lại không vấn đề gì, nhưng cố Đình Phong có chút khó chịu. Từ nhỏ anh sống trong nhung lụa, từ quần áo rải ra, thậm chí đến cái khuy áo cũng toàn là hàng đặc riêng. Bây giờ bắt anh ngồi trong taxi, lại chen chúc cùng bốn người nữa. Hạ Huyền cảm thấy đói quá, đói đến mức sắp ngất. Cô hít sâu một hơi. Cố tổng ơi, anh không đói nhưng chúng tôi đói lắm rồi. Chúng tôi cũng giống anh, được sinh ra trong hào môn đấy. Ngồi một lát có mất mát gì đâu chứ. Diệp Yên, Phi Tuyết, đặc biệt Lang Kha nghe vậy, nhìn chằm chằm Hạ Huyền. Tuy lời này không sai, nhưng thẳng thắn như thế, thậm chí đối phương là Cố Đình Phong. Quả nhiên lời nói hoàn toàn khiến anh chú ý. Gương mặt điên đảo chúng sinh lúc này không tỏ vẻ gì giận. Anh chỉ nhếch miệng nói với Lang Kha. Cậu đi cùng họ trước đi, tới đây sau. Nhưng anh vỗ vai bạn thân, giọng nói mang ý cười cợt. Không sao đâu. Lang Kha do dự gật đầu. Vậy tớ đi trước, đến chỗ tớ nhắn tin cho cậu. Ừ. Nhìn chiếc xe rời đi, Định Phong lấy điện thoại gọi cho ai đó. Lái xe đến địa chỉ này cho tôi nhé. 15 phút sau, Định Phong đến nơi. Nam nhân viên nhận được lệnh từ cấp trên dẫn anh đến phòng VIP của bọn Lang Kha. Nhìn Diệp Yên ngồi cùng bạn trai mình, Hạ Huyền, Phi Tuyết ngồi phía đối diện. Đình Phong thấy vậy không do dự, kéo ghế ngồi bên phải Hạ Huyền. Ba người còn lại hơi bất ngờ, cũng chỉ nghĩ rằng nếu ngồi cùng phía Lang Kha thì có chút kỳ cục thôi. Riêng Hạ Huyền, ngay khi Đình Phong ngồi xuống, cô cảm thấy cổ áp lực đè nén lên người mình. Lang Kha nhận ra bầu không khí có chút không ổn, anh cười cười bảo mọi người bắt đầu dùng món. Trong suốt buổi ăn, ngoại trừ Đình Phong, bốn người kia ai cũng trò chuyện rôm rả. Anh vốn cũng không phải tuýp người cởi mở, sự yên tĩnh mới phù hợp với một người như anh. Hạ Huyền định tiếp lời Phi Tuyết, một bàn tay to lớn cầm lấy tay cô rồi véo nhẹ một cái. Bị bất ngờ, cô ui một tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Hạ Huyền chỉ đành cười cười giải thích, xin lỗi nhé, tại vòng tay tớ bị vướng, mọi người tiếp tục đi. Ba người kia nghe vậy ánh mắt hơi nghi ngờ, sau đó vẫn bình thường mà trò chuyện.
Thấy mọi người không nghi ngờ, cô thở phào, ánh mắt trừng trừng nhìn Đình Phong. Anh làm cái quái gì thế hả? Đình Phong không trả lời, ngón tay viết lên lòng bàn tay Hạ Huyền ba chữ: cô la tôi. Cô la kia nào? Chẳng phải do anh dở thói công tử thiếu gia? Hạ Huyền quyết định không để ý đến anh nữa, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Đình Phong thấy cô không để ý đến mình, anh bỏ tay ra đứng dậy nói với mọi người về trước. Lang Khai nhìn đồng hồ, bây giờ 8 giờ kém thì có chút giật mình, không ngờ thời gian nó trôi nhanh như vậy. Ra đến cửa, một chiếc xe 7 chỗ đậu sẵn. Người lái xe tới Đình Phong vội đứng lên làm một động tác mời. Đi cùng đi, nơi đây cũng khó bắt xe. Bốn người đồng loạt gật đầu. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Đến nơi, Lang Kha cùng Đình Phong về biệt thự. Ba cô gái quay trở lại khu nghỉ dưỡng. Sau khi thay quần áo ngủ, ba cô gái bắt đầu hoạt động trò chuyện đêm khuya. Diệp Yên là người đầu tiên lên tiếng. Huyền Huyền, cậu với vị cố tổng kia có quan hệ gì thế? Huyền Huyền nghe từ cố tổng, cây lược trên tay bất giác rơi xuống nền nhà. Cô vội nhặt lên cười cười giải thích. Không có, làm gì có. Cậu đừng giấu bọn tớ, rõ ràng nguyên buổi ăn, ánh mắt anh ta dán chặt lên người cậu. Vì Tuyết thấy vẻ mặt khó xử của Hạ Huyền, lay lay tay Diệp Yên. Thôi, đợi khi nào cậu ấy sẵn sàng thì nói cũng được. Hạ Huyền gãi đầu, đành thở dài kể lại mọi chuyện. Đấy, toàn bộ sự việc nó là như thế. Không phải tớ muốn giấu các cậu, nhưng tớ không biết mở miệng thế nào. Cậu cũng biết đấy, việc này nhiều người mà biết, tớ thực không lường được hậu quả. Diệp Yên tiến đến véo má Hạ Huyền, ánh mắt có chút áy náy. Xin lỗi nhá, là tớ nhiều chuyện. Không sao đâu, bố dĩ tớ cũng định ít lâu sau sẽ nói với mọi người. Nhưng tớ thấy cố Đình Phong hợp với cậu phết đấy. Thôi, tớ xin các cậu. Nếu ở bên đây, ba cô gái trò chuyện vô cùng vui vẻ, bên kia là mảng trầm tĩnh. Trên ban công, Đình Phong tay cầm ly rượu vang, ánh mắt không rõ ý vị nhìn về phía biển cả. Tớ không ngờ cậu với đại tiểu thư Hạ gia có mối quan hệ đó. Đình Phong kiêu ngạo mà tớ biết, chấp nhận kết hôn kiểu đó. Không biết, chỉ là cảm thấy hứng thú thôi. Tớ mong chờ đây là kết thúc của cậu. Đình Phong không trả lời, anh lặng lặng ngắm nhìn từ con sóng mải miết vỗ ngoài bờ. Kết thúc á? Hạ Huyền không thích anh cũng không thích cô ta. Làm sao là kết thúc được? Kỳ nghỉ kéo dài một tuần, ngoại trừ những bữa ăn, hầu như Hạ Huyền và Đình Phong không hề chạm mặt. Ba người còn lại thấy hai người không tiến triển, cô lén lút tạo liên minh với mục tiêu trong vòng 2 năm làm cố Đình Phong thích Hạ Huyền. Dù sao trai tài gái sắc, hai người đến với nhau thì còn gì bằng, đúng không nào? Đương nhiên, nếu 2 năm sau mọi chuyện như cũ thì là do họ không có duyên. Thời gian trôi qua, cuối cùng đến ngày nhập học. Trước đó một đêm, khi Hạ Huyền đang xem tạp chí thì tinh một tiếng, Đình Phong gửi cho cô tin nhắn: ngày mai tôi đưa cô đi. Đọc tin nhắn, Hạ Huyền có chút không tin vào mắt mình. Đình Phong này đang muốn làm gì chứ? Tôi tự đi được. Tôi có thể hợp tác với Hạ gia. Nhớ không nhầm, lúc cô ký vào hợp đồng hôn nhân, anh nói nâng đỡ Hạ gia. Nếu bây giờ cô từ chối, chả mà biết, chắc chắn mang cô thả xuống biển cho cá mập ăn. Vậy được. Bên kia không trả lời lại nữa, Hạ Huyền cũng chả buộc quan tâm đến. Ngắm nhìn máy chụp ảnh mà cha mua cho cô nhảy miệng cười. Con đường chinh phục ước mơ chính thức bắt đầu. Sáng hôm sau, để ngày đầu tiên vào đại học được ấn tượng, Hạ Huyền mặc chiếc áo sơ mi trắng phối quần jean cùng đôi giày bata trắng. Mái tóc xoăn dài được buộc gọn gàng khiến cô càng trở nên trẻ trung. Cha thấy Hạ Huyền, khóe mắt ông có chút đỏ. Từ cô, ông cảm thấy như mình đang nhìn thấy hình ảnh người vợ đang cười tít mắt. Hai tiếng ông xã dịu dàng được thốt ra. Ông nhẹ nhàng cầm tay cô, giọng nói ân cần. Con gái của cha càng lớn càng xinh đẹp. Tiếc là từ tuần sau, con lại không ở cùng cha nữa rồi. Cuối tuần con về thăm cha mà, cha cứ yên tâm ạ. Ừ, ngoan lắm. Bà Hạ vì không muốn chứng kiến cảnh này, bà đưa Hạ Kiều đi từ sáng sớm. Sau khi hỏi cô ta rõ ràng, bà nhận ra con gái mình bị mắc mưu của con khốn đó. Rõ ràng không có gì xảy ra, mà con nhãi đó làm như con gái bà thất thân rồi. Hạ Huyền mải mê nói chuyện cùng cha, không để ý phía sau có bóng dáng cao lớn đang ngồi. Đến khi anh khẽ ho, hai người quay đầu lại nhìn. Hợp đồng đã xong, tôi đi trước. À vâng vâng, để tôi tiễn cố tổng. Cố Đình Phong gật đầu rồi nhìn phía Hạ Huyền bày tỏ. Đi thôi, còn đợi tôi cõng cô à? Khóe miệng cô giật giật, ngoan ngoãn đi theo phía sau hai người. Ra đến cổng, Hạ gia chủ mỉm cười nói với Đình Phong. Không ngờ dự án này tôi có thể hợp tác cùng tổ tổng, đúng là vinh hạnh quá.
Không có gì đâu. Nói xong, anh nhìn phía Hạ Huyền. Có vẻ Hạ tiểu thư đây đang có việc, nếu không ngại cô có thể đi cùng tôi. Hạ Huyền không thể không công nhận Đình Phong diễn xuất giỏi vô cùng. Nếu không phải hôm qua anh ta nói trước với cô, có lẽ cô tin tưởng anh ta là người tốt bụng rồi đấy. Cha Hạ thấy tình huống này, nghĩ Hạ Huyền gây sự thì vội lên tiếng giải vây. Dạ không dám phiền cố tổng đâu. Lên đi. Cha Hạ vốn định từ chối tiếp, không biết trong đầu nghĩ gì, ông vội nói với Hạ Huyền. Không sao không sao, dù sao cũng tiện đường. Thái độ quay ngoắt 360 độ của cha khiến cô có chút khó hiểu. Nhưng ngại thời gian nên cô đành gật đầu. Vậy thì làm phiền anh. Cố Đình Phong vòng qua mở cửa cho cô. Sau khi cô gài dây an toàn thì mới về chỗ của mình. Tôi đi trước đây. Vâng, xin chào cố tổng. Đợi chiếc xe đi xa, cha Hạ vuốt cằm tự đắc với suy nghĩ. Chắc chắn vị cố tổng để ý con gái ông. Con gái ơi, cố lên nhé. Ngồi trên xe, ngoại trừ ngắm nhìn khung cảnh thành phố lúc sáng sớm, còn lại cô chả biết làm gì. Bây giờ khoảng 6:30, nhưng dường như mọi người bắt đầu công việc của mình. Phía Hưởng Đông, mặt trời tỏa ra tia nắng ban mai đầu tiên. Máu nghệ thuật trỗi dậy, Hà Huyền lấy máy chụp ảnh từ trong túi ra. Dừng lại một lát, tôi muốn chụp lại khoảnh khắc này. Đình Phong nhíu mày, nhìn vẫn tấp xe vào lề. Hà Huyền mở cửa xe, hướng ống kính phía mặt trời rồi tách một cái. Sau đó cô di chuyển góc độ, lấy ngã tư trước mặt làm trung tâm tách một tiếng, lại thêm một hình ảnh khác. Đình Phong thấy Hạ Huyền không ngừng chụp ảnh, lúc này lên tiếng nhắc nhở. 10 phút trôi qua rồi đấy. Cô nghe vậy cầm vội máy tính chui tọt vào xe. Mắt cô dán chăm chăm vào bức ảnh khi nãy. Bỗng không hiểu bản thân nghĩ gì, cô lại cầm máy ảnh hướng phía Đình Phong chụp một tấm. Người đàn ông trong hình, cô bĩu môi. Sao không góc chết vậy nhở? Chụp lén mà đẹp trai vậy á? Tôi vốn hoàn hảo không có khuyết điểm, ngày mai nhớ rửa ảnh rồi đưa cho tôi. Câu đầu là tự luyến, câu sau chắc chắn đe dọa. Hạ Huyền quyết định không để Đình Phong nữa. Cô cất máy ảnh vào trong túi rồi tiếp tục nhìn ngắm thành phố. Về Đại học Nam Kinh, thành phố khác, hai người mất hơn nửa tiếng tới nơi. Hạ Huyền thấy Phi Tuyết và Diệp Yên đứng đợi sẵn ở cổng, vừa bảo anh dừng xe lại đi. Dừng ở đây được rồi, tôi đi bộ lại cũng được. Hạ đại tiểu thư, tôi phải đảm bảo sự an toàn cho vợ mình, phiền cô gài lại dây an toàn đi. Sao cứ nói 2-3 câu anh ta lại đem chuyện này ra nói chứ? Thấy Hạ Huyền ngoan ngoãn làm theo, khóe miệng anh ta nhếch lên. Cánh cổng trường có khoảng 10 mét, anh dừng xe lại. Không đợi Đình Phong mở cửa, Hạ Huyền vội mang túi chạy đi mất. Nhìn bóng dáng cô gái càng lúc càng xa, Đình Phong bất dĩ lắc đầu rồi lái xe đi. Diệp Yên Phi Tuyết vẫy vẫy tay với cô. Cậu đấy, được cố thiếu đưa đến đây cơ á? Sao cậu biết? Đoán bừa thôi, ai ngờ trúng thật. Cậu đấy, cứ chọc tớ mãi. Phi Tuyết, Diệp Yên mỉm cười. Hạ Huyền khoác vai hai người, giọng nhỏ nhẹ. Những năm đại học này, mong các cậu giúp đỡ tớ. Đương nhiên. Ngày đầu tiên, giảng viên nói sơ lược một số vấn đề cần lưu ý, sau đó thời gian tự do. Hạ Huyền, Diệp Yên, Phi Tuyết quyết định đến thư vượng trường để mượn sách. Đại học Nam Kinh có tổng cộng 4 khu, khu A, khu B rộng nhất dành cho sinh viên, khu C là văn phòng của các nhà lãnh đạo trường, nơi tư vấn công tác tuyển sinh. Cuối cùng khu D được mệnh danh thiên đường của Nam Kinh, với những gian phòng rộng lớn của thư viện, những phòng lab, phòng kỹ thuật đầy đủ. Ba người chuẩn bị đi đến ngã rẽ, bỗng một giọng nói nức nở vang lên. Trịnh Thanh, anh là đồ khốn nạn. Hạ Huyền cùng Diệp Yên cảm thấy chắc đây là một cặp đôi cãi nhau, cũng không ai chú ý tới sắc mặt Phi Tuyết. Nghe cái tên của âm thanh đó, bàn tay cô bất giác nắm chặt. Đi thôi, chúng ta tìm đường khác. Tuyết Tuyết, cậu sao thế hả? Phi Tuyết lúc này bình tĩnh, cô cười nhẹ gật đầu. Đi thôi. Và các bạn thân mến, đến đây tập 1 của truyện cũng xin được kết thúc. Những diễn biến rất là bất ngờ và thú vị sẽ ở tập 2, cũng chính là tập cuối của truyện. Chúng ta sẽ cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên chia sẻ lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận nữa.